Chào cả nhà, tranh thủ vào like xanh đầm nha các chị ha. Ngày hôm nay em sẽ tổng xả kho luôn nha. Rất là nhiều mẫu đầm ngày hôm nay sale với giá sốc cho các chị mình luôn. Đầu tiên là em lên cho mình DA1206. DA1206 mẫu này hôm nay em xả kho luôn còn 179.000 đồng thôi nha các chị. 179k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Đây là mẫu đầm với chất vải của nó là lụa nhập. Các chị mặc nó rất là mát luôn. Và hiện tại em chỉ còn cho mình đó là size 2XL. Size 2XL thôi nha cả nhà ha. Thì các chị mình trong tầm khoảng là eo mình 84 hay là 86 trở xuống mặc vừa. Rồi có dây khóa kéo phía đằng sau cho mình luôn nha. Chất lụa nhập này các chị mặc rất là mát luôn. Mềm êm mát và có co giãn cho các chị mình luôn ha. Từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg. À đầm này còn 2X thôi, tầm 65kg trở xuống vừa. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình nha. 179.000 đồng mẫu đầm này. 179k mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị nhớ tranh thủ mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn ha. Làm mã hàng nè, với số điện thoại nè để em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Tranh thủ mình lên đơn hàng sớm cho em nha. 1206 này cả nhà ơi, 1206 xả nhanh cho mình làm 179.000 đồng. Ok chị Nguyễn Ngân, em chốt đơn cho chị luôn nha. Cái mẫu này còn ít nha, em còn 2XL thôi. Bình thường đầm này các chị mua là 299k. Thì ngày hôm nay em sale luôn cho mình là còn có 179 nè. Chị nào mình vừa sale này mình đặt liền dùm em nhé. Mình đo eo là mình giống từ phần cùi chỏ này nè, mình giống ngang qua chính là cái phần eo của mình đó ha. Mình đo chính xác rồi bên em sẽ tư vấn về size cụ thể cho mình ha. 1206 em có một màu duy nhất thôi nha cả nhà. Sale luôn cho mình ngày hôm nay 179.000 đồng. 179.000 đồng. Rồi ưng ý mẫu này các chị đặt hàng sớm giùm em. Ưng ý mẫu này các chị mình lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn nha. Là mã hàng với số điện thoại em trừ hàng, đầm 70kg em cũng có luôn nha chị ha. Mình đợi em một chút xíu em sẽ lên luôn ngay bây giờ luôn. Rồi bây giờ 1206 cả nhà nhanh tay nhé, chỉ có là 179.000 đồng. Em sale nhanh luôn nha. Rồi bây giờ sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nhé. Rồi em chào chị Thoa Phạm, em chào cả nhà nha. Tranh thủ hôm nay mình vào live mình săn sale nha các chị ha. Nếu mà 70kg thì không nên bỏ qua cái mẫu đầm này nè các chị. Em đang có chương trình sale đặc biệt luôn nha. Giá rất là rẻ luôn. Đây bây giờ em sẽ mặc lên cho các chị mình ha. Mẫu đầm tiếp theo. Mẫu đầm tiếp theo. Dạ đầm suông có luôn chị ơi. Hôm nay rất là nhiều mẫu đầm cho các chị mình luôn nha. Đây bây giờ là em lên cho mình là 1240. 1240 chất của nó là chất tôn lụa nha các chị. Tôn lụa thì các chị mặc êm, mềm, mát ha. Phần eo này nó có bao chung cho mình nữa nè, co giãn cho mình. Đây là các chị 40kg đến 70kg bao vừa luôn. Rồi ngày hôm nay em sẽ xả kho giá sốc luôn nha các chị. Bình thường mình mua mẫu này là 249.000 đồng. Bây giờ em xả kho luôn 129k. Rồi các chị ơi chốt đơn liền dùm em nha. Giá quá là rẻ luôn các chị. DA1240. DA1240 nha cả nhà ơi. Nhanh tay mình lên đơn liền dùm em luôn nha. Chỉ có 129k thôi. Rồi em có size XL luôn nha chị ha. Mình cứ lên đơn. Đầm này là em có đủ size luôn. ML là 2X. Đặc biệt á, tôn lụa là các chị mình mặc á, không có bị nhăn nhọc. Thứ hai là các chị mặc nó mát, nó mịn cho mình ha. Rồi, chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt liền nha. Xem đầm beo hả chị? Rồi ok, chị tiếp để sẽ mặc đầm da beo cho mình xem thử nha. Rồi ai lấy mẫu nào các chị mình lên đơn hàng cho em luôn. Làm mã số với số điện thoại em chốt sale nè. Nhanh tay lên nha cả nhà ơi. Đầm em đang mặc trên người đây là DA1240 nha. Rồi ok, chị Yến Khánh em chốt cho chị luôn 1206 mẫu vừa nãy nè. Rồi, dạ mẫu này là chất mà mình mặc rất là mát lạnh luôn nha chị Nguyễn Yến ha. Nên là mình mặc dễ chịu lắm. Rồi đầm này em có cho mình đủ size 40kg đến tầm 70kg mặc vừa. 40kg đến tầm 70kg mặc vừa cho em mẫu này luôn nha. 1240 và kèm cho em xin hỏi luôn ạ. Đầm màu trơn hay sao ạ? Em có đầm màu trơn luôn nha. Tiếp nữa sẽ lên dần dần cho cả nhà. Ai lấy mẫu này các chị mình lên đơn hàng cho em. DA1240. DA1240 và kèm cho xin hỏi 129k. Rồi ok chị Nguyễn Thương em chốt đơn hàng cho chị nè. Chị Ngọc Ngân ok luôn. Rồi các chị ơi nhớ chia sẻ like dùm em nha. Chuẩn bị em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm với giá sốc luôn nha. Em sẽ lên chương trình sale là 99k. Thì các chị mình cứ từ từ đi, mình chia sẻ like trước đi rồi tí nữa mình đặt hàng. Bây giờ đầm này là 1240, các chị nào ưng mình đặt liền nha, 129.000 đồng thôi ạ. Ok, chị Tú Lan em chúc 1240 cho chị nè, 129k.
129k đầm em đang mặc trên người, và trong tầm 40kg đến tầm 70kg mặc vừa. 40kg đến tầm 70kg mình mặc vừa mẫu đầm này nha cả nhà ơi. Ơn mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em luôn. DA 1240 và kèm cho số điện thoại giùm em nhé. Mẫu này là 1240 nha cả nhà, 1240 kèm số điện thoại giùm em nha. 129k mã sản phẩm 1240. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị nhanh tay lên đơn sớm giùm em nha. 1240 và kèm trang số điện thoại sale với giá chỉ có 129.000 đồng. 129.000 đồng mã 1240. Chị Hoàng Dung 1240, ok chị trang thêm số điện thoại nha. Rồi tí nữa em mặc da beo sau nha chị ha. Rồi 1240 chốt giá 129k nhanh tay nha cả nhà nha. Rồi để em lên cho mình một cái mẫu đầm lên chương trình sale 99k này trước đi ha. Để em mặc da beo sau. Cái chương trình này quan trọng nè các chị. Chương trình này quan trọng nè. Đây. Các chị ơi, đầm này em sẽ lên, đây là một cái mẫu mới luôn nha. Đầm một màu ok chị tí nữa em mặc. Rồi, đây là một cái mẫu đầm mà hôm nay em sẽ lên chương trình sale sốc nha. Có nghĩa là các chị sẽ được mua nó với mức giá chỉ có 99k, mặc dù đây là sản phẩm mới. Mặc dù sản phẩm mới và đủ hàng đủ size luôn. Thì các chị ơi, điều kiện là đơn hàng cứ từ 399k trở lên. Đơn hàng cứ từ 399k trở lên là các chị được mua cái đầm này giá 99k. Ok cho cả nhà. Cố gắng mình gộp đơn hàng nha. Đơn từ 399k trở lên được mua DA1244 này với giá là 99k. Quá sốc luôn, các chị cố gắng gộp đơn. Đây là sản phẩm mới luôn, mạng sale chương trình là 99k như vậy là chưa từng có. Nhanh tay nha cả nhà ơi, cố gắng nha. Bây giờ các chị cứ đặt trước đi. À, khoan là cái hôm thì bây giờ nha, thay vì bình thường mua là 259. Và giá hôm nay nha, chị nào chia sẻ mình mua một sản phẩm thôi, em sale là 139.000 đồng. Một sản phẩm thôi á, mình mua cái này thôi á, 139k. Nhưng mà các chị mua và tổng đơn á, đơn hàng của mình từ 399k thì sẽ được mua cái đầm này là giá 99 luôn nha chị ha. Thì cái này là nói chung là càng mua nhiều thì càng ưu đãi nhiều. 1244 nha, đầm này em sale là 99k, 4 size ML, XL và 2X cho các chị mình luôn. Có cái dây cột eo đằng sau cho cả nhà mình nha. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. 1244 giá em chốt luôn nha. Giá 139k và nếu như các chị gộp đơn hàng từ 399.000 đồng trở lên sẽ được mua sản phẩm này với giá là 99k luôn. Đó, mua càng nhiều ưu đãi càng nhiều luôn. Chị nào mình thích mẫu này đặt liền giùm em 1244 nha. Bây giờ cứ đặt trước đi, các chị chưa có kịp gộp đơn hàng thì cứ đặt trước mẫu này, rồi tí nữa từ từ mình lựa mẫu thêm để mình gộp đơn thêm cũng được nha. Đầm đây em sale cho mình là giá chỉ có là 139k hoặc là 99k, cái này nó có hai giá. Cái này là đặc biệt là nó có hai giá, là một, nếu mà các chị mình đặt một sản phẩm thôi là 139, còn nếu mà đơn của mình từ 399k thì sẽ được mua đồng này giá là 99k luôn nha cả nhà nha. Rồi 1244 nha cả nhà ơi. Ok chị Thanh Hiền 1244 nè, chị Ngọc Trang 1244 nè. Rồi nhanh tay cả nhà ơi chia sẻ like giùm em luôn và đặt hàng sớm em chốt đơn hàng cho mình nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè. À nãy có chị hỏi đồng phong suông, để em lên luôn đồng suông cho các chị mình luôn nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt hàng sớm cho em. Là mã hàng nè, với số điện thoại em chốt đơn. Rồi đâu rồi ta. Thôi để em mặc cái, à đây nè. Rồi lên đầm phong suông trước rồi em sẽ lên đầm da beo luôn nha. Theo yêu cầu của thứ tự của từng của các chị nha. Bây giờ em sẽ lên đầm phong suông trước nè. Đầm phong suông này của em với mã sản phẩm là DA1241 nha. DA1241 này em sẽ có cho mình là 4 size ML, XL, 2X luôn. Rồi các chị ơi chốt nhanh nha. 129k mẫu này thôi. Chỉ có giá là 129k mẫu này thôi nha các chị. Rồi ok chị Hồng Đà nè, chị Dương Ngọc Lan nè, 1244 nè. Rồi đầm em đang mặc đây là DA1241. Em sale luôn cho nhà mình ngày hôm nay là chỉ có giá 129.000 đồng thôi nha các chị. 129.000 đồng thôi. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt cho em liền nha. Phong xuống rồi ok chị Nguyễn Thơm nha. 1244 cho chị Nguyễn Thơm. Rồi 1241 cho chị Hoàng Dung luôn. Giá em sale mẫu này là chỉ có 129.000 đồng thôi. Rất là rẻ nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Để em chốt sale cho các chị mình luôn nha. Vải này là vải lụa hàng. Vải này là lụa hàn nha cả nhà. Chất lụa hàn thì các chị mặc rất là mát nè. Và nó có co giãn nhẹ cho các chị mình đây.
có co giãn nhẹ cho mình ha. Có phần là chiếc eo cho các chị nè, nên là suông nhưng mà mình vẫn gọn người chứ không có phải là quá rộng thùng thình ha cả nhà ha. Em là tại vì nhiều khi em hơi gầy, eo em khéo 2 thôi, em 62 thôi, là em mặc cái form đầm thường thường còn hơi rộng một chút so với các chị đó, chứ các chị mặc vừa form còn mặc đẹp hơn em. Các chị mặc vừa form nó như thế này nè. Rồi đó, DA1241 nha cả nhà ơi, giá này quá rẻ luôn, chỉ có là 129.000 đồng, đầm có túi hai bên cho mình luôn nha. Từ 40kg đến 65kg là vừa, 40kg đến 65kg là vừa luôn ạ. Nhanh tay cả nhà ơi, chỉ có giá là 129k sale. Cái này là không lấy lợi nhuận, chủ yếu là lấy tương tác thôi. Đó, mình nhấn theo dõi trang và chia sẻ livestream liền dùm em nha. 1241 và kèm số điện thoại nào các chị ơi, 129.000 đồng. Rồi ok chị Nguyễn Ngân, em chốt nè, 1241 cho chị nè. 129k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình đặt hàng liền dùm em chịu hàng chịu size. Nhanh tay nha cả nhà ơi, 1241 và kèm cho số điện thoại luôn. Nhanh tay mình lên đơn liền, giá sale là 129k nha. Rồi có mẫu của sơ mi không ạ? Chị có chứ, hôm nay em rất là nhiều đầm sơ mi luôn nha. Cứ từ từ mình theo dõi luôn nha. À, có đầm vải thun không em? Dạ em cũng có luôn chị ơi, tí nữa em mặc. Rồi DA1241 giá ngày hôm nay em sale cho mình là 129.000 đồng. 129.000 đồng mẫu đầm này nha. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em. Bây giờ trước khi mà lên theo yêu cầu của các chị, em sẽ mặc thêm một mẫu đầm với giá 99k nữa nha. Rồi các chị ơi, chia sẻ livestream giùm em nào cả nhà ơi. Chia sẻ livestream dùm em là chuẩn bị em lên thêm cho mình một mẫu 99k tiếp theo đây nhé. Lên thêm cho mình một cái mẫu 99k tiếp theo đây, áp dụng cho ai có chia sẻ em chốt đơn nhé. Đó, không chia sẻ là không chốt được đâu, tại vì 99 là em lỗ vốn rồi. À, bây giờ em lên mẫu tiếp theo. Một cái mẫu đầm phong suông luôn. Đầm này bình thường là bán 299k. Đầm này bình thường bán 299k, ngày hôm nay em sale luôn 99k mẫu này nha các chị. Nhưng mà phải là ai có chia sẻ mới chốt, có nghĩa là chị nào mà mình comment lên đây và mình có cái huy hiệu người chia sẻ thì em mới chốt được nha. Tại vì giá này là giá lỗ vốn rồi. Đầm 1241 phải lỗ hàng thì không có lót nha chị, một lớp thôi. Yên tâm phải lỗ hàng là mang một lớp cũng được rồi chị nha. Ok chị Phạm Hải 1241 nè. Em chào chị, em chào chị Trần Thị Thanh Bình, em chào các chị mình mới vô nha. Rồi 1179 đầm em đang mặc là đầm phong suông nè, xẻ tà hai bên, dây khóa kéo đằng sau, có túi nè, có hai lớp luôn và vải này xuất thái có co giãn nha. 99k mẫu đầm này, 99k mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1179. Rồi lên đơn liền dùm em nha cả nhà ơi, và đừng quên là kèm được chia sẻ dùm em nữa. Chia sẻ dùm em nha, 3 lần ở bất cứ nơi đâu các chị ơi. Chia sẻ 3 lần ở bất cứ nơi đâu để chốt cho mình mẫu này với giá là 99k nha. 1179 kèm số điện thoại các chị ạ. Size em M này thì các chị eo tầm khoảng là được cái là phong suông. Ví dụ như bình thường form xòe đi, nó chít eo lại thì chắc eo tầm khoảng là 72-74. Nhưng mà cái này thì có thể là eo bình thường là eo 72-73. Còn nếu mà size phong suông như vậy thì eo tầm 74-75. Eo 74-75 trở xuống vẫn vừa nha cả nhà nha. Bông vàng ở đằng sau gần đầm xanh có cổ không? Gần bông vàng. Cái nào chị ơi, đằng sau mấy cái hoa vàng, cái này có cổ luôn nè chị. Cái này có cổ luôn nè, có cổ luôn nè. Cổ sơ mi không á chị, đằng sau có mấy cái mấy đầm sơ mi luôn. Rồi mẫu này em sale là 99k, chia sẻ like dùm em nha. 1179 nè. 1179 kèm số điện thoại nào, size M, eo 74 hoặc 75 trở xuống vẫn vừa, giá là 99k. 99k mẫu đầm em đang mặc trên người, nhanh tay nha cả nhà ơi. 99k mẫu đầm này nha các chị, có túi hai bên nha. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại trước đơn nha. 99k mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1179 nha. 1179 kèm số điện thoại. Rồi bây giờ là lên thêm da beo nè. Theo yêu cầu nãy các chị kêu mặc đầm da beo, bây giờ sẽ mặc lên luôn cho các chị nha. Nhưng mà thực sự là cái đầm da beo này nó gần cháy hàng rồi cả nhà. Nếu mà chị nào thích thì cố gắng lên đơn hàng luôn trong hôm nay nha. Đừng đợi đến ngày mai, ngày mốt nó hết hàng là uổng lắm luôn. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp tục cho mình thêm một mẫu đầm nữa đây. Mẫu đầm tiếp theo của em là DA1222 ạ. Đây đầm họa tiết da beo nè, rất là sang. Để xem coi có còn cái chi chi nha. 1222 rồi ok. Còn cho mình có 12 size L thôi. Dễ sợ chưa, hết hàng rồi cả nhà ơi. Chỉ có 299k cái siêu phẩm này, lúc nào cũng vậy, bán rất là chạy. Nếu mà chị nào ưng thì cố gắng lên đơn hàng liền dùm em luôn nha. Làm mã số sản phẩm với số điện thoại em chốt đơn 1222, chốt sale với giá
nhá, chỉ có là 299k. Chỉ còn 12 cái size L cuối cùng. 12 cái size L cuối cùng em mặc nhanh nha. 299k mẫu này. Chị nào thích da beo mà mẫu khác em có luôn. Bây giờ em lên đầm da beo họa tiết sơ mi họa tiết da beo mà kiểu sơ mi cho mình nha. Rồi 1222 mẫu này sale giá 299, chị nào ưng đặt liền nha. Mẫu tiếp theo là em sẽ lên đầm sơ mi đi. Đầm sơ mi đi nào các chị ơi. Đó, chị nào thích da beo các chị nhanh tay nha. Mẫu này em bán rất là chạy luôn, thực sự á. Đây, 1208. Rồi, mẫu này là còn ít lắm các chị nhanh tay, giá em chốt luôn nè. 299k, mã này là 1208 nè. 1208 kèm số điện thoại dùm em rồi. Ok, hôm nay hên quá. Đầm này có đủ size nè các chị ơi. Nhưng mà XL em còn có 4 cái, size L em còn có là 7 cái thôi nha, gần hết hàng rồi. Ok, chị Nguyễn Minh Hoàng nè, 1222, chị cho em thêm số điện thoại luôn chị nha. Rồi đầm em đang mặc đây là 1208, đeo 1208 và ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho nhà mình, chỉ có giá là 299.000 đồng mẫu này. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người, trời ơi siêu phẩm luôn. Vậy này các chị mặc rất là mát và có co giãn nha. Có co giãn cho mình luôn nè, từ chiều dọc cho tới chiều ngang nè ha. Có túi hai bên luôn. Rồi chị Lê Ngọc 1179 nè. Nhưng mà chị nhớ kiểm tra lại dùm em xem là mình chia sẻ chế độ công khai cho nha chị ha. Tại vì khi mà mình có chia sẻ thì sẽ hiện lên cái huy hiệu phía trên cái nick của mình ấy. Có gì mình kiểm tra lại dùm em nha. Rồi bây giờ 1208 đầm này em sale giá chỉ có là 299k. Chất lượng nhận không nhăn nhầu, mềm mịn em và rất là mát. Rồi có co giãn luôn. Trời ơi cái bạn này mặc bao ghiền nha các chị. Đây hà eo đúng chuẩn chưa. Rồi cổ sơ mi nè. Đi làm đi tiệc đi chơi đều được. Chỉ có 299k mẫu này thôi. Đặt liền dùm em là 1208 và kèm trong điện thoại nha. 299k mẫu đầm này. 299k mẫu đầm này. Mã sản phẩm 1208 nha. 1208 kèm điện thoại. Đặc biệt chị nào mê da beo em còn đặt còn có mẫu đầm này nè. Bình thường cũng bán 299k luôn, nhưng hôm nay shop đang lên chương trình sale tương tác nên là các chị được mua một cái giá rất là rẻ nha. Đợi em xíu nè, em mặc lên cho các chị xem thử. Cũng da beo luôn nè, lỡ rồi là em lên nguyên loạt da beo cho các chị chọn luôn. Mẫu tiếp theo, mẫu tiếp theo của em đây. Trời ơi đẹp lắm nha cả nhà. Đây, mẫu đầm tiếp theo của em đây là DA1262. DA1262 này sẽ có cho mình là 4 size luôn, hàng mới luôn. Bình thường bán 299 không ạ. Bây giờ đến shop em cũng vẫn giá vậy. Nhắn tin ở ngoài vẫn là 299, nhưng bây giờ các chị đặt trong line này đi. Em giảm trực tiếp cho mình 100.000 đồng. Em giảm trực tiếp cho mình 100.000 đồng luôn. Bây giờ mình mua chỉ có giá là 199 thôi. Thay vì mua 299 thì hôm nay mua chỉ có 199 thôi. Mà hàng này là hàng chất luôn nha. Vải xịn lụa nhật nè, các chị mặc rất là mát, có co giãn luôn, chiều dọc chiều ngang. 70kg là em có mặc cái đầm 1240 đó chị Thúy An. Không biết là mình đã kịp xem hay chưa. 1240 đó, nãy em mặc rồi, tí nữa có gì thì mình xem lại like sẽ thấy nha. Rồi bây giờ nè, 1262 sale giá 199.000 đồng mẫu đầm này. Và từ 40kg đến tầm phải là 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị nhanh tay đặt liền giùm em ạ. 1262 và kèm cho em xin họa luôn, siêu phẩm, trời ơi đẹp chưa. Cái phần cổ này nè, nó có đính cái phần cài làm cái xương cổ áo ở đây luôn và đính liền luôn rồi nha cả nhà. Và các chị cứ nhìn kỹ dùm em đi, form này, chỗ nông, túi hai bên, hà eo chính xác luôn. Các chị cứ giống từ phần cổ chỏ này, giống ngang qua, giống từ phần cổ chỏ nè, ngang phần cổ chỏ tay chính là cái phần eo của mình. Mình đo chính xác dùm em để bên em tư vấn size cho mình nha. Rồi 1262 giá ngày hôm nay shop sale luôn cho nhà mình chỉ có là 199k. Rồi lên đơn liền dùm em nha, giá này em chốt ngay bây giờ thôi. 1262, 1262 cho chị Ngọc Thi, 1262 cho chị Phương Hồng. Rồi giá hôm nay em sale là 199.000 đồng. Lên đơn hàng ngay bây giờ dùm em nha, em chuyển hàng chuyển size luôn. Rồi chị Mai Thu, ok chị Mai Thu nhớ chia sẻ dùm em luôn chị Mai Thu nha. Rồi đầm này của em là 1262 sale với giá chỉ có là 199.000 đồng, quá rẻ cho một mối tình luôn. Thật sự luôn ấy, em đã bảo các chị nhận được hàng là mê liền. Cái vải nó rất là mềm, êm và mát nha. Đồng thời là nó có co giãn cho mình nữa. Và hoàn toàn 100% là không có sợ bị nhăn nhầu nha. Cái chất này không có nhăn đâu. DA1262 sale ngay bây giờ cho cả nhà mình luôn, 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu này nha. 1262 chút cho chị Nguyễn Thơm luôn nha. 199k thôi, quá rẻ luôn cả nhà ơi, quá rẻ luôn. Chị nào lấy đặt liền nha, chị nào lấy đặt liền, hôm nay là toàn đầm đẹp giá rẻ không ạ.
Hôm nay toàn đồ đẹp giá rẻ vẫn còn hàng 99k luôn. Tí nữa em sẽ lên tiếp cho nhà mình. Rồi mọi người chia sẻ thêm một chút xíu nữa đi ha. Em sẽ lên đầm 99k cho nhà mình tiếp. Rồi bây giờ nè, trong thời gian này em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm này cũng rất là đẹp luôn. Form chuẩn form, xuất sắc luôn. Đây. À quên nữa, tí nữa để em mặc thêm đầm sơ mi nữa nha. Rồi đây đầm tiếp theo của em là DA1258 nha cả nhà. DA1258 mẫu đầm này nhà mình đặt liền em sale nè 199 luôn. Mẫu này em sale 199 luôn các chị. Thiết kế là cổ giọt nước nha. Thiết kế giọt nước nè, vải lụa mango có túi hai bên nè, dây khóa kéo đằng sau nè. Đó, rất đẹp ha. Vải này có co giãn. 1262 hả chị? Có một màu à chị ơi. Ok chị Huyền Lê 1262 nha. Dạ. Hôm nay like hơi trễ. Rồi. Rồi nếu mà mình có chia sẻ là sẽ được chốt 99k nha chị Nguyễn Thơm nha. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm em đang mặc trên người đây là DA1258 và giá ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình là 199.000 đồng mẫu đầm này. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người, chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nhé. Có túi hai bên nè, vải này mềm êm mát và có co giãn cho mình nè. Trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. Ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em để chốt đơn nè. 1258 kèm số điện thoại cho em nha. Hôm nay sale luôn cho nhà mình với giá chỉ có là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Lên đơn liền em chốt sale nha, 199k thôi. Form xề dài qua gối có túi hai bên luôn. Và chất này là lụa mango thì êm mềm mát và không nhăn nhầu nha. 1258 chốt ngay bây giờ, giá là chỉ có 199.000 đồng. Rồi các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn ạ. Làm mã nè, cửa số điện thoại chốt đơn nha. Đầm sơ mi rồi, ok chị nha. Tí nữa em mặc tiếp cho. Dây khóa kéo đằng sau này cả nhà. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ơn mẫu này các chị lên đơn liền dùm em. Em 62 nên là em mặc nó hơi rộng nha các chị. Đầm size M bên em là eo 72 đến 73, size L thì eo 70 tầm 75 đến 76, XL eo 78 đến 79, 2X là eo 84 đến 85, chữ xuống mặc vừa ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người sale luôn giá là 199.000 đồng. Rất là nhiều chị đang kêu là lên đầm sơ mi đây. Rồi ok, vậy bây giờ sẽ thay lên mẫu sơ mi tiếp theo nha. Có mẫu nào dài hơn hả chị? Mẫu dài hơn em có những cái mẫu như là maxi đó chị ha. Có những cái mẫu đầm maxi để tí nữa em mặc luôn cho mình xem nha chị Đào Lâm nha. Rồi 1258 cho chị Ngọc Châu nè. 199.000 đồng mẫu này nha cả nhà. 199.000 đồng. Bây giờ em sẽ lên sơ mi. Hiện tại thì em sẽ thông báo cho mình một tin vui, ngày hôm nay shop có một cái mẫu đầm siêu phẩm nha. Đầm sơ mi nha, bán rất chạy hàng, bình thường á các chị mua mà giá 299k hỏi em mà nhiều khi em cứ báo hết hàng hoài luôn. Hôm nay nha, có hàng lại rồi, đủ size luôn cho mình nè. Mà đặc biệt sale luôn cho mình chỉ còn có là 249.000 đồng thôi. Sale luôn còn 249 đây các chị ơi. Mã sản phẩm là DA1248. Chiếc dài nhất chiều trên đằng giá đằng sau. Cái này là zoom chị ơi. Cái này là zoom nha, đặc biệt bật mí cho nhà mình. Zoom hôm nay sẽ sale 99k thôi, đủ size. Zoom hôm nay sẽ sale 99k. Thì các chị tí nữa mình chia sẻ like tiếp đi. Tăng lượt chia sẻ lên rồi thì em bắt đầu em lên tiếp cho mình mẫu zoom nhé. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người đây, với mã sản phẩm là DA1248. Và ngày hôm nay em sẽ sale luôn cho mình chỉ có giá là 249.000 đồng. Xuất sắc chưa nè cả nhà. Có túi hai bên, đặc biệt nó có một hàng nút gỗ phía đằng trước. Mình mặc thì sẽ có dây khóa kéo đằng sau nha các chị ha. DA1248. DA1248 ngày hôm nay shop sẽ sale cho nhà mình luôn chỉ có 249.000 đồng. 249.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Rồi 1248 đặt liền dùm em chốt nhé. 1258 ok chị Vi Nguyễn em chốt sale 199 nè. Còn đầm này là 1248, có chị nào ưng mình đặt luôn. Giá ngày hôm nay bình thường là mình mua 299, bây giờ mà đến shop hay là nhắn tin bên ngoài vẫn là 299. Nhưng trong cái line này em sale luôn cho mình còn 249k. Em chào chị Bùi Phương Thảo, chào các chị mình mới chơi nha. Rồi, mẫu đang mặc trên người đây là DA1248 và giá ngày hôm nay sẽ sale cho nhà mình chỉ có là 249.000 đồng. 249.000 đồng đầm sơ mi trẻ trung hả chị? Cũng có luôn chị ơi, tí nữa em làm mặc nha. Cứ từ từ cả nhà ơi, hôm nay nhiều sơ mi lắm. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này, các chị đặt cho em là
DA1248 và kèm cho xin hỏi luôn. Ngày hôm nay shop sẽ sale cho mình luôn có 249k thôi ha. Màu rất là đẹp nè. Chị nào mình lấy mẫu này, các chị mình đặt tiền dùm em chuyển hàng chuyển size nha. Cô muốn màu sáng hơn, màu sáng hơn cũng có luôn nha cả nhà. Bây giờ em sẽ lên cho các chị mình xem một cái mẫu đồng sơ mi nữa nha. Rồi 1248 cho chị Ngọc Thi, sale giá 249. 1248 cho chị Thanh Hồng, sale giá 249. Các chị ơi tranh thủ đi nè. Hiện tại đây rất là nhiều chị mới vô xem nữa nè, chưa có kịp đặt, các chị nhanh nè, chuẩn bị em thay mẫu rồi. Vải này là lụa mango, các chị mặc rất là mát nha. Hà eo đúng chuẩn ngay phần nhỏ nhất, cứ giống từ ngang phần của chỏ tay ngang qua chính là eo của mình nha. Mình nhớ đo chính xác eo luôn ha. 1248 sale giá là 249k. 249k mẫu đầm này, nhanh tay nha cả nhà. 249k DA1248 nha. Rồi bây giờ nè, em sẽ có thêm cho mình một cái mẫu đầm khác. À khoan, đây, thêm một cái màu nữa. Chị nào thích mà cái màu có cái màu sắc sáng hơn một chút nữa thì ở đây có cho mình, đây là 1247. Nhưng mà 1247 này em chỉ còn XL và 2X thôi. Đây, XL với 2X thôi nha cả nhà. Mẫu 1247 này em sẽ luôn 249. 1247 này em sẽ luôn là 249k. Chị nào ưng mà đặt hàng cho em ạ. 1247 sale giá 249.000 đồng. Đây màu vàng, màu vàng là 1247 nha các chị. Rồi màu nâu em đang mặc đây là 1248. Rồi em thay mẫu được chưa cả nhà ơi, nhanh tay nhá. 1248 em đang mặc, 1247 em đang cầm đây là chỉ có 249k. Đây, màu sáng hơn thì có mẫu này thôi chị ơi. Màu sáng hơn nó có cái những cái mạng màu màu vàng, màu trắng như thế này. Em còn XL và em còn 2X, em sale giá là 249k. Cái form như thế này nè. Thôi để em mặc, em kéo dây khóa kéo lên, đang định thay mẫu rồi nè. Đây để em mặc lên cho các chị xem lại nè, dây khóa kéo đằng sau nè ha. Form đầm sơ mi nè, lên form chuẩn cho cả nhà mình luôn. Đó, lên form chuẩn cho mình luôn. Cái phần cổ sơ mi này nó vừa phải nè. Đó, nó không quá cứng cũng không quá mềm rũ nha các chị, nó vừa. Đây, 1247 là màu vàng, 1248 là màu nâu, hai màu. Ai lấy mẫu nào mình lấy ha. 1247 là màu vàng, sale 249, 1248 màu nâu, sale cũng 249k mà thôi. Có hai màu cho các chị mình lựa chọn. Chị nào mình thích mẫu nào các chị lên đơn liền giùm em nha. Rồi, ok, chị các chị cứ đặt hàng đi cho em, chiều cao cân nặng số đo bên em sẽ tư vấn size luôn cho mình. Rồi tiếp tục nha, em sẽ lên tiếp nè, sơ mi em còn mẫu này nữa nè, sale luôn. Ngày hôm nay sẽ có nhiều mẫu lắm, các chị cứ từ từ theo dõi nha. Cái gì chứ sơ mi hôm nay là nhiều vô cùng luôn. Rồi tiếp tục, mẫu đầm sơ mi tiếp theo em lên cho mình. Trời ơi, em mặc cái 2X các chị ơi, đâu rồi cái size M đâu rồi. Trời ơi, cái size M ở đây em đi, em mặc cái 2X này nó to quá chừng. Chờ em một chút nha, em thay mẫu khác. Rồi, các chị đợi xíu nha, em có thêm đầm sơ mi nè. Mẫu sơ mi tiếp theo đây là 1236, đặc biệt mẫu này em sale rẻ cho nhà mình luôn. Đây, 1236 đầm em đang mặc trên người nha. 1236 mẫu này em may cho mình là 4 size. Khoan để em xem coi không biết còn đủ hàng không nha. 1236. Ờ, còn hai cái size L với lại còn cho mình là 15 size XL và 16 size 2X cuối cùng, sale luôn cho mình với giá chỉ có là 199k thôi. 199k thôi nha cả nhà. Yên tâm cho em là mặc làm sao là giao hàng y chang như vậy nha. Đó, chị là thích sơ mi mà màu sáng hơn có thể chọn cho em mẫu này. Đây là DA1236 và ngày hôm nay shop sẽ sale cho nhà mình luôn chỉ có giá là 199k. Riêng cái mẫu này là sale quá rẻ luôn các chị ơi, có 199k mẫu này thôi. DA1236 và kèm cho xin hỏi nha. Màu một kem là 1236. Ngoài ra thì em có cho mình thêm màu xanh là 1237. Khoan để em xem coi xanh này còn gì nha. 1237 này cũng còn 3 size luôn, size L, XL với 2X. Cái này em đang cầm, cái này là XL, nó hơi to này nha cả nhà. 1236 màu kem, 1237 màu xanh, hai màu để mình lựa chọn và giá mang sale là 199.000 đồng. 199.000 đồng thôi nha các chị. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ để em chốt sale liền trên line này cho các chị mình luôn nha. Rồi ok, 1236 cho chị Lan Hồng nè, em sale 199. Màu kem là 1236, chị nào thích màu xanh thì lấy cho 1237 để bướm thử nha. Cái này to quá ha. Cái này nhỏ hơn nè. Size M hết hàng rồi chị ơi. Size M chỉ còn là
size màu xanh này cũng hết rồi, size màu xanh này cũng còn từ size L trở lên, size L, XL với 2X thôi. Đây cả nhà ơi, mẫu này của em là DA1237 màu xanh nhá. Rồi ok này, chị Bùi Phương Thảo 1236 nè, chị Thu Xuân 1236 nè. Rồi có chị nào thích xanh không? Chị nào thích xanh lấy cho em 1237 nha. Xanh là 1237 nè. Cái này em sale luôn là 199.000 đồng luôn, xả nhanh luôn. 199k. 1237 màu xanh, 1236 là một kem, hai màu nha các chị. Và trong tầm từ 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu nào cứ đặt hàng cho em luôn. Là mã hàng nè, với số điện thoại trước đơn nhanh tay nha cả nhà ơi. 199k, chị Thu Xuân 1236 ok chị nè. Nhanh tay lên nha cả nhà ơi, chất này là lụa hàn nha. Chất này là lụa hàn. Rồi 1236 cho chị Ngọc Châu. Cái này đã có co giãn nè. Không có nhăn nhầu, mềm êm và mát nha. Dây khóa kéo đằng sau 199k. Còn cái màu xanh này là 1237 nha. Màu xanh này là 1237 sale luôn, giá là 199k luôn. Em sẽ sẽ sạch kho luôn nhé. Đây, màu xanh là 1237 sale 199k. 52kg hả chị? Rồi mình trang lên chiều cao luôn nha chị ha, để bên em tư vấn size cho mình ạ. Mẫu đầm tiếp theo lên sàn cho dạng mình đây. Đợi em một chút nha, em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm khác nữa đây. Chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em luôn. Làm mã số với số điện thoại em chốt sale rồi. Đây em có thêm cho mình một cái mẫu đầm này sale sập kho luôn nha. Sale sập sàn cho mình luôn đây. Mẫu tiếp theo. Đầm này của em thì hiện tại em đang có cho mình đủ size. Rồi mẫu đầm tiếp theo của em là DA1276 nha cả nhà. 1276 đầm em đang mặc trên người, em có cho mình đủ size M, L, XL và 2X rồi, gần hết hàng luôn. Size L còn có 8 cái nè cả nhà. Rồi em sale luôn mẫu này giá sập sàn 100 nhiêu đây ta. Bây giờ em sale luôn nha, 1276 này còn 179 thôi. Còn 179k thôi nha cả nhà nha. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em chuyển hàng chuyển size nha. Chị nào mình lấy mẫu này các chị lên đơn liền giùm em chuyển hàng luôn 179k mẫu này thôi, DA1276 nha. 1276 nha cả nhà. 1276 và kèm trên điện thoại em trước đơn liền trên line này cho nhà mình chỉ có là 179.000 đồng. Rồi chất này là chất tôn thái, mặc là mát, không có bị nhăn nhọt cho mình luôn nha. Rồi 40kg đến tầm khoảng là 65kg là mình mặc vừa, phía trước cũng có nút cổ cho mình nè. Đó, phần eo là có bao chuông và có co giãn cho các chị mình luôn. Và với mẫu này có sẽ tà nhẹ nhẹ cho mình ha. Rồi đầm em đang mặc trên người chốt ngay bây giờ cho mình chỉ có 179.000 đồng. Mã này là 1276 nha. 1m50 48kg chắc mình có thể mặc size L nha chị Hoàng Hôn nha. Rồi mình cứ để lại thông tin bên em sẽ tư vấn size kỹ càng. Rồi mẫu này của em sale giá là 179.000 đồng. Chị nhận được hàng hôm trước có số đo rồi, mặc đẹp lắm em cảm ơn chị Thu Xuân nhiều nhá. Váy hoa xanh nhạt, hoa vàng có cổ ren ý. Rồi ok chị, mẫu này đúng không chị ơi? Rồi hôm nay em lên chương trình sale mẫu này luôn, cả nhà đợi em xíu em mặc cho mình xem nhé. 1276 đầm em đang mặc trên người em sale cho nhà mình chỉ có giá là 179.000 đồng nha các chị. 179k, chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng cho em luôn. Là mã hàng nè, với số điện thoại nè, em chốt sale cho mình ạ. Đó, ưng mẫu nào các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn, là mã với số điện thoại em chốt nha. Mới đang mặc trên người còn chị nào mình lấy nhanh tay nè. Đó, mới đang mặc trên người chị nào lấy nhanh tay. 1276 chị tha phạm em chốt size L cho chị luôn nha. Còn có đủ size luôn, M, L, XL và 2X. M, L, XL và 2X từ 40kg đến 65kg là vừa. Chị nào mình thích mẫu này nhanh tay, giá chỉ có 179 thôi. 1276 nha, eo có bao chu nè. Các chị mặc không có sợ chật eo, chật bụng gì hết ha. Rồi bây giờ em qua thêm mẫu tiếp theo. Em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Nãy có chị hỏi là đây là cái đầm này là 1242 nè. Rồi hôm nay em lên chương trình sale shop mẫu này luôn, xả nhanh luôn nha các chị. Đây mẫu tiếp theo. Rồi cả nhà ơi, chia sẻ like giùm em nha. Mình nhớ chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà, vào nhóm, ưu tiên là chia sẻ vào các cái nhóm giùm em nha. Mẫu tiếp theo. Mẫu tiếp theo đây, phần cổ là có viền ren nè, có đóng nút ngọc trai cho mình nè ha. Quá xinh luôn. DA1242.
Với mẫu đầm này bình thường các chị mua là giá 249 ngàn đồng. Và đặc biệt riêng ở trong cái line này em sẽ sale cho mình với một mức giá sốc luôn. Chỉ có là bây giờ suy nghĩ xíu cái đã. Bình thường bán là 249k 1242, bây giờ sale luôn. Em sẽ giảm luôn 100 ngàn cho mình ngay lúc này. Được không ạ? Em sẽ giảm luôn cho mình 100 ngàn ngay lúc này. Có nghĩa là bây giờ mình mua chỉ có 149 thôi. 1242 149k. Rồi chốt luôn giá này trong line này nha. Chia sẻ giùm em và đặt hàng ngay bây giờ giùm em ạ. Có 4 size ML, XL và 2X. Từ 40kg đến tầm 65kg là vừa. Giá hôm nay em chốt cho nhà mình chỉ có là 149 ngàn đồng. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. DA 1242 kèm xuyến thoại nè. Chất vải này là lụa hàn mềm êm mát và có co giãn nè. Chiều dọc và chiều ngang đều là sẽ có co giãn cho mình. Đầm có túi hai bên cho các chị mình nữa nha. Phong xệ dài qua gối như thế này đây. DA 1242. DA 1242 giá ngày hôm nay sẽ sale luôn cho các chị mình là chỉ có 149 thôi, quá rẻ luôn các chị. Rồi chị nào mình ưng ý mẫu này các chị lên đơn liền ha. Đối với mẫu này á là trẻ tuổi mình mặc cũng được và trung tuổi mình mặc cũng được nha cả nhà nha. Rồi chị nào lấy đặt liền giùm em ha, đầm đen phía sau hả chị, rồi chờ em một chút em sẽ mặc luôn cho mình ạ. Rồi mẫu em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm là DA 1242. 1242 sale luôn giá là 149k nha. 149k mẫu đầm em đang mặc trên người, chị nào mình lấy tranh thủ lên đơn hàng giùm em. Là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại em chốt đơn. Nhanh tay lên nào cả nhà ơi. 1242 kèm số điện thoại nha các chị. 1242 và kèm trong số điện thoại sale giá là 149 ngàn đồng. Chị Thi Huỳnh ok em chốt 1242 cho chị nè. Chị Nguyễn Mây ok nè, 1242 cho chị Tuyết Nguyễn dồn đơn luôn nè. 149 ngàn đồng thôi, ngày hôm nay sale quá rẻ luôn. Ưng ý mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng sớm ngay bây giờ cho em ha. Là mã nè, với số điện thoại nè, em chốt sale luôn. Nhanh tay nào cả nhà ơi. Rồi bây giờ em sẽ mặc cái đầm gì đây ta? À, đầm màu đen này nha. Rồi em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm này luôn. Chị nào mình thích mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em ạ. Comment mã với số điện thoại liền em chịu hàng. Em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo. À em còn chưa mặc maxi nữa nè. Em còn chưa mặc maxi nữa nè. Rồi tí nữa em mặc maxi cho nhà mình luôn. Vẫn còn đầm 99k nha cả nhà. Bây giờ mình cứ chia sẻ trước đi. Rồi tí nữa em sẽ lên đầm 99 mình xanh cho nó nhanh luôn. Rồi và bây giờ em lên siêu phẩm 1264 nè cả nhà ơi. 1264 rất đẹp nha, nhưng mà bây giờ em cháy hàng luôn rồi đó. Cái mẫu này là bán siêu chạy hàng 1264 nè. Mà tiếc ghê luôn, không còn vải may. Trời ơi, mới hồi trưa em like còn 3 size mà bây giờ còn có một cái size M với lại 17 cái XL. Dễ sợ chưa, đi hàng quá nhanh luôn. 1264 chốt giá chỉ có là 349k thôi nha các chị. 1264 chỉ có giá 349k. Bây giờ chị nào ưng mẫu này các chị nhanh tay nha. 1264 còn cho mình một cái size M với lại còn cho mình là size XL thôi. 349 ngàn đồng siêu phẩm. Chất vải chiffon hai lớp nha, có túi hai bên luôn. Có túi hai bên luôn nha. Rồi chị nào lấy đặt liền. Ok chị Bùi Phương Thảo nha. Chị Hoàng Thị Hằng 1242 ok chị luôn. Đầm có túi hai bên và phía đằng sau có dây cột eo, dây khóa kéo đằng sau cho mình nha. Mẫu này bán rất là chạy nè. Đây là DA 1264, giá chốt chỉ có là 349 ngàn đồng. 349 ngàn đồng, khi mình bước đi cái tà váy này nó bay bay rất là đẹp nha. Có túi hai bên. Bây giờ nè cả nhà ơi, với mẫu này để em lên thêm cho mình một cái mẫu nữa. Cũng cái kiểu như vậy luôn mà có họa tiết khác nè. Rồi mẫu này thì em chỉ còn cho mình đó là size M với lại size XL. Chị nào vừa mình đặt trên là 1264, không thì mình có thể theo dõi thêm một cái mẫu đầm tiếp theo đây. Mẫu đầm tiếp theo mặc cho các chị mình là 1266. Mẫu tiếp theo DA 1266 đây cả nhà. 1039 hả chị? 1039 chắc hàng đó chắc dạy sai, nó chắc có hết rồi các chị ơi. Rồi bây giờ mẫu tiếp theo là 1266 nha các chị. 1266 nè, cũng chỉ có giá 349k thôi. Đối với mẫu này ha thì cũng gần hết hàng. 1266 này em còn 2 size M, 2 size L, 12 XL và 6 size 2X cuối cùng luôn. 70kg mẫu này không vừa chị ơi, 70kg mình chọn những cái mẫu mà nó có co giãn nhiều đó. Nãy em có mặc cái 1240 đó chị, là mình có thể mặc vừa đó.
Tí nữa mình chịu khó xem lại là sẽ thấy mẫu đó nha, 1240. Rồi và bây giờ đầm em đang mặc trên người đây là DA1266 nè. Siêu phẩm luôn, đẹp chưa? Mẫu đầm này có túi và có hai lớp. Cái dây này mình buộc trước buộc sau đều được nha. Đầm này thì các bạn là dây khóa kéo đầm phía đằng sau này nè. 1266 trước luôn với giá chỉ có 349.000 đồng. Ngoài ra mẫu này em có thêm một màu nữa là màu xanh ngọc. Xanh ngọc là 1264. Xanh ngọc là 1264 nha cả nhà ơi. Đấy, xanh ngọc đẹp chưa? Chưa, à quên, xin lỗi, xanh ngọc là 1265. Xanh ngọc là 1265, còn 2 size M, 11 size L và 6 XL. Cũng còn ít luôn. 2 size M, 11 size L và 6 size XL cuối cùng. Mã này là DA1265. 1265 nha cả nhà, xanh ngọc là 1265. 1266 là màu xanh dương. Hai mẫu này chốt luôn cho mình đồng giá chỉ có là 349.000 đồng. Giá bình thường các chị mua mẫu đầm này là 499k. Là các chị hôm nay chị nào săn mẫu này được giá ưu đãi, các chị tranh thủ lên đơn. Và mẫu này em bán rất là chạy nên các chị nhanh tay nha, kẹo hết nha. 1265 màu xanh ngọc, 1266 màu xanh dương. Chốt sale ngay bây giờ chỉ có là 349k mà thôi. Và đầm này em gần hết hàng rồi nên các chị nhớ nhanh tay lên đơn liền em chốt nha. Bây giờ sẽ lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa nha các chị. Rồi đợi em một chút xíu nè. Chị nào mình thích mẫu nào cứ đặt hàng cho em, mã với số điện thoại nha. Rồi và bây giờ em lên tiếp tục xả kho nè. Em lên tiếp tục xả kho cho cả nhà mình nữa nha. Ai thích mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em luôn. Là mã hàng với số điện thoại em chốt. Đây mẫu tiếp theo DA 1971. Cái mẫu đầm với chất vải lụa Nhật nha cả nhà. Đây DA1197 nha các chị. DA1197 nha. Rồi ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình, chỉ còn có giá là 129.000 đồng. Hiện tại chỉ còn là 16 size M, 8 size L, 8 XL nha các chị ha. Chị nào mà thích mẫu này mà mình mặc 2X thì cứ báo bộ phận tư vấn viên. Em ơi, khi nào mà đầm này mà có 2X thì chốt cho chị nha. Đó, để mấy bạn chốt nha. Rồi ok, chị Lam Phương Phạm là 1265 cho chị nè. Chị cho em thêm số điện thoại nha. Đầm sơ mi tay lỡ hả chị? Bây giờ đầm sơ mi nào em mặc rồi á thì em sẽ không mặc lại, nhưng mà em sẽ mặc tiếp theo những cái mẫu sơ mi mà có tay lỡ cho mình. Cứ từ từ theo dõi nha. Còn mẫu nào mình lỡ mình chưa kịp xem á, mình xem lại like vẫn được nha chị nha. Rồi các chị ơi, đầm này của em là 1197 và giá ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho các chị chỉ có là 129. Hiện tại mẫu này gần hết hàng rồi nha các chị. Chị nào ưng đặt liền giùm em nha. 40kg đến 60kg là vừa, chị nào 2X thì cứ đặt đi các chị. Tại vì có thể là nhiều khi là còn sót kho lại cái nào size 2X mà mấy bạn chưa kịp nhập đấy. Nên là các chị cứ đặt trước đi cho chắc, biết đâu là còn hàng. Rồi mẫu này em sale luôn là 129.000 đồng, em xả kho nha. 1197 và kèm theo điện thoại luôn. 1197 và kèm theo điện thoại luôn, sale giá 129k. 1197 sale giá 129k, chị nào mình ưng ý đặt liền dùm em nha. Cho em cái mã số nè và kèm theo điện thoại để em chốt đơn ngay lúc này cho các chị mình luôn. 1197 kèm điện thoại vải lụa Nhật, các chị mặc rất là mát luôn nha. Mềm êm mát và có co giãn cho cả nhà mình luôn. Từ 40kg đến tầm khoảng là 40kg đến tầm khoảng là 65kg mặc vừa, DA1197 nha. Phía đằng sau là khuét cổ vuông nè, khuét cổ vuông dây khóa kéo đằng sau cho cả nhà mình đây ha. Rồi giá em sale hôm nay 129k, xả hàng giá sốc luôn. Ok này chị Ngọc Châu, em chốt đơn cho chị luôn nè. 129.000 đồng mẫu này. Bây giờ em sẽ chuyển thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nha. Bây giờ đầm sơ mi tay lỡ vẫn còn nha. Em có cái mẫu này cũng rất là đẹp nè, để em mặc lên cho cả nhà xem. Sơ mi tay lỡ có cái mẫu này là họa tiết hoa nhỏ nhỏ nè, 1285. Đợi em một chút nha. Đây các chị ơi, 1285 đẹp lắm. DA1285. Với mẫu đầm này shop sẽ có cho mình là, bên em sẽ có cho mình là 4 size. Mẫu này là nằm trong top bán chạy của bên em. Đầm dài ok chị nha, tí nữa mặc đầm dài luôn. Rồi DA1285 đầm em đang mặc trên người. Đầm này là các chị nhanh tay nha, em gần hết hàng luôn rồi. Chỉ có 299 thôi, bán siêu chạy hàng. Sơ mi
tay là tay lỡ, cái kiểu tay là mình sánh lên như vậy nha. Có túi hai bên, vừa mặt là 1197 nha chị, xanh coban phối hoa vàng 1197 nha chị Hồng Hạnh. Cái giá em xả hàng là có 129 sale hỗn lợi nhuận luôn á. 129k, mã này là 1197, chị nào ưng đặt hàng cho em nha. 1197 kèm điện thoại. Rồi. Mẫu này của em là DA1285. Ngày hôm nay shop sẽ sale luôn, chỉ có 299 body rồi, ok có body luôn nha, tí nữa em sẽ mặc ạ. Rồi bây giờ cả nhà ơi, đầm em đang mặc trên người đây, chị nào mình lấy đặt liền nha, chị Hồng Hạnh 1197 ok nha. Rồi ok chị luôn. Các chị mình cứ từ từ theo dõi nha, em sẽ có rất là nhiều mẫu sale cho các chị. Đầm em đang mặc trên người đây, mã sản phẩm là DA1285 và giá ngày hôm nay sale cho mình luôn chỉ có 299 nha. Ok chị Nguyễn Phượng, em chúc 1197 nha. Rồi các chị ơi, đầm này nó có co giãn nè, mềm êm mát nha. Rồi các chị ơi, luôn giúp em hôm nay có lên một cái chương trình đặc biệt nha. Thì các chị cứ gộp đơn, tổng đơn chị nào mà từ 399k trở lên thì các chị sẽ được mua một cái sản phẩm này nữa, là giá là có 99k thôi. Đó, coi như là em sale cái giá này là em sale tặng luôn chứ không phải lấy lời rồi các chị. Các chị nhớ chia sẻ like và cố gắng gộp đơn. Đơn từ 399k trở lên sẽ được mua cái đầm 1244 này giá là 99k nha cả nhà. Đơn từ 399k trở lên sẽ được mua đầm 1244 giá là 99k, cố gắng mình gộp đơn nhá, để mình có thêm cái được mua thêm cái sản phẩm đầm chữ A này giá là 99. 1197 ok chị Hà Nguyên, 1197 ok chị Phương Hằng Phương, em chốt nha. 129, 1285 chốt cho chị Mai Ngọc, 1197 chốt chị Bạch Tuyết. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào cứ lên đơn hàng liền cho em ạ. Mẫu em đang mặc trên người đây với mã sản phẩm là DA1285 và giá ngày hôm nay em chốt sale luôn cho mình chị còn có làm. Chỉ còn có giá là 299.000 đồng mẫu này. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị mình đặt liền giùm em chuyển hàng chuyển xa nha. Nhanh tay nha, chờ em một xíu để em hỏi mấy bạn coi cái 1197 còn 2X không. Giá em sale là 299k, mã này là DA1285. À quên ơi, em xem ở cái kệ ở phía dưới ngay chỗ cầu thang á. Em xem cái mã 1197 màu xanh coban á, nó còn 2X không nha. Ừ, xem còn 2X không, báo chị nha, bao nhiêu cái chị nhập vô luôn. Rồi DA1285, DA1285 mẫu đầm này em chốt luôn còn 299k, có túi hai bên vải mềm mặt mát và có co giãn cho các chị mình luôn ha. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em 1285 và kèm trang điện thoại nha. 1285 và kèm trang điện thoại, chuỗi đẹp xuất sắc luôn các chị ơi. Đẹp xuất sắc luôn, chỉ có giá 299.000 đồng mẫu đầm này thôi. Ai lấy mẫu này lên đơn liền giùm em nha. Phía đằng sau là dây khóa kéo cho các chị mình đây. Rồi chị nào mình lấy đặt liền DA1285 nha. Bây giờ em lên maxi nè. Các chị hỏi maxi thì em sẽ lên maxi luôn nha. Nhớ mình chia sẻ like giùm em 1285 chốt chị Lily, 1197 chốt chị Đào Lâm luôn ạ. Đó các chị ơi, tranh thủ mình lên đơn hàng càng sớm càng tốt giùm em nha. Nãy các chị kêu em mặc đầm maxi thì bây giờ sẽ lên luôn cho các chị mình đây, mặc maxi siêu phẩm luôn nha. Các chị ơi, đơn từ 399k trở lên sẽ được mua cái đầm 1244 giá 99k nha, cố gắng mình gộp đơn hàng nha cả nhà. Và bây giờ tiếp theo em sẽ lên cho mình đầm maxi nè. Dạ đây chị ơi, mẫu này nè, đơn từ 399k trở lên sẽ được mua mẫu này giá là 99k luôn nha. 99k luôn nha. Đó, cố gắng mình gộp đơn hàng nha cả nhà. Hôm nay lên chương trình nè. Đó, rất là đặc biệt luôn, cố gắng mình gộp đơn. Rồi, bây giờ mẫu maxi em đang mặc đây là DA1287. DA1287 nha các chị, có túi hai bên cho mình và bên trong là lót thun cô tông luôn ha. Rồi, ngắm giùm em là xuất sắc chưa? Phần eo này nó có co giãn cho mình rất là nhiều luôn. Nên là các chị mặc nè, không có sợ chật eo chật bụng nha. Và cái độ mà bo chung của nó êm lắm. Nó sẽ không có bị khó chịu, nó không có bị cấn vô làn da của mình đâu nha. 1287 nha, em chốt cho mình chỉ có 299k. Form này maxi dài tới phần cổ chân luôn nè. Đây túi là form xòe rộng nè. Và đặc biệt nha, cái vải này nè, nó có ánh nhũ nha các chị. Đó, nó có ánh nhũ cho mình nè. Rất là sang luôn. DA1287 giá em chốt cho mình ngày hôm nay chỉ có là 299. Mẫu da veo hả chị? Em có nhiều mẫu da veo lắm, không biết là mình muốn xem mẫu nào. Không biết mình muốn xem mẫu nào, da veo cổ sơ mi, da veo cổ đắp chéo thì nãy em có mặc rồi, da veo cổ tim cũng có mặc rồi nè. Em còn một cái mẫu da veo trắng nữa, tí nữa em mặc sau.
1287 chốt cho chị Lily luôn nè, giá chỉ có 399k thôi, đẹp chưa các chị ơi, xuất sắc không? Đó, ai lấy mẫu này cứ lên đơn liền giùm em. 1287 kèm số điện thoại. Nếu mà chị nào thích cái tông màu sáng hơn thì em có luôn 1277. Em có luôn 1277 nha. Nó cũng là cái phần hoa nó cũng viền có ánh nhũ như vậy nè. Nó cũng có ánh nhũ như vậy nè, đẹp chưa? Đó. Nhìn rất là sang luôn. Cái này em cũng sale 299 lên phong y chang mẫu này. Các chị thấy cái phần bo eo không? Mà nó êm lắm, chỗ các chị nhìn nè. Rất là nhẹ nhàng luôn á các chị nè. Các chị nhìn nè. Nên là khi các chị mặc lên người ấy, không hề bị cấn vô làn da, không hề bị khó chịu nha. Êm lắm luôn á. Rồi 1285 chị Ngọc Nam chốt nha. Rồi các chị ơi, đây nè, 1277 là mẫu màu này ha. Màu này nó sáng hơn xíu. Và chị nào thích tông màu đậm hơn thì chọn cho em là 1287. À 1278 chứ. Cái này là 1277 nè. Cái này là 1278 nè. Chết rồi, em đọc nhầm mã rồi các chị ơi. Cái này là 78. Tôi xem lại lần nữa nha cho chắc coi. Đúng rồi, 1278. Chị Lily ơi, mình comment mã lại giùm em nhá. Em xin lỗi, em đọc nhầm mã rồi. 1278. Nhiều mẫu quá, em hay bị nhầm quá. Rồi, chị Lily ơi, comment lại giùm em. Hoặc là thôi để có gì em báo bộ phận tư vấn viên cũng được. Đâu rồi, 1278 là mẫu này. 1278 là mẫu này. 1277, ok chị Gió Việt. Chị Gió Việt ơi, cho em thêm cái số điện thoại của mình nữa nha. Rồi, cho em thêm số điện thoại của mình nữa nha. Mẫu này là 1. Rồi, mẫu này em chốt cho mình luôn nha. Rồi, ok chị Lily nha. Chị Đào Loan 1297. À, 70kg mẫu này cũng có thể vừa luôn chị ạ. Mẫu này nó co giãn rất là nhiều nên là các chị nào tầm 70kg vẫn ok bon chen được luôn. Thì các chị cứ cho em chiều cao tai nạn số đo nha. Tại vì ở đây em mặc size M thôi mà đã như thế này rồi. Nên là 2X thì các chị vô tư eo mình tầm 90 trở xuống vẫn vừa. Rồi ok, 1278 chúc chị Lily ạ. Cảm ơn chị đã comment lại giúp em nha. Rồi màu cái mẫu này nè, màu sáng hơn là 1277 nha. 1277 mẫu này. Còn chị nào thích tông màu đậm hơn thì lấy cho em là 1278. Hai màu cho mình lựa chọn. Và giá ngày hôm nay em sẽ sale cho mình chỉ có 299k mà thôi. 299k thôi nha cả nhà ơi. Đó, 40kg đến tầm 65. Hoặc nhiều khi bon chen thì tầm khoảng là 70kg vẫn vừa nha. Tại vì đầm này phần eo nó có co giãn nhiều ấy. Eo nó có co giãn nhiều nên là các chị mặc thoải mái luôn nha. Rồi chốt đơn liền trên like cho các chị mình luôn 299k. 299k và các chị mình nhớ là cái vải này là nó có ánh nhũ nha. Viền hoa, viền cánh hoa, cánh lá là đều có là viền cái họa tiết là đều là có ánh nhũ cho mình hết nha. Rồi váy ngắn. Ok, giờ em lên váy ngắn nha. Đó. Rồi, các chị cố gắng một đơn từ 399k trở lên sẽ được mua cái đầm 1244 này là giá 99k nha. Tiếp tục nha, em sẽ lên cho mình một cái mẫu đầm phong ngắn cho cả nhà để mình xem nè. Ai thích mẫu nào thì cứ đặt hàng cho em luôn ha. Mẫu tiếp theo là DA1272. Đầm này rất là sang, trời ơi em cũng mê mẫu này lắm. 1272 nè, cái màu sắc họa tiết rất đẹp và vải cũng rất là xịn sò luôn, lụa Nhật. Mà bây giờ các chị ơi, nhìn số lượng em bất ngờ quá. Bây giờ chỉ còn có là 11 cái XL và 21 cái 2X nữa thôi là sạch kho luôn rồi nha các chị. Rồi, mẫu đầm này của em là DA1272. Giá hôm nay em chốt luôn 229 thôi. Chỉ có 229k mẫu đầm này thôi các chị ơi. DA1272, các chị nào mình ơn đặt liền giùm em ạ. 1272 và kèm cho xin hỏi giảm ngay trên like cho các chị. Chỉ có giá là 229.000 đồng. 229.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Nhanh tay các chị ơi, đặt liền giùm em nha. Em chốt đơn size XL và size 2X. Còn hai size cuối cùng sale luôn còn 229k. 229k mẫu này chị nào lấy đặt liền giùm em. Các chị ơi, sau mẫu này em sẽ lên tiếp tục mẫu 99k tiếp theo nha các chị ha. Bây giờ mình tiếp tục chia sẻ like giùm em ha, để tí nữa mình săn. Rồi 1272 kẹp xin thoại giùm em ạ. XL với 2X sale luôn với giá là 229. Và bây giờ em sẽ lên thêm một cái mẫu 99k nữa nha. Em sẽ lên thêm một mẫu 99k tiếp theo cho nhà mình đây. Ơn ý mẫu nào các chị nhớ lên đơn hàng liền giùm em.
là mã hàng nạp với số điện thoại em chốt sale nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ em sẽ có cho mình mẫu đầm này đi ha. Lên lên đầm hay lên zoom đây ta? Thôi được rồi, em lên đầm trước đi. Có chị nào thích zoom thì báo em nha, tí để em mặc zoom luôn. Mà 272 ok chị Linh Bụ luôn nhé. Rồi bây giờ mẫu tiếp theo đây là DA 1180 và em chốt ngay bây giờ cho mình luôn với giá chỉ có là 99k luôn nha cả nhà. Chị Thanh Thanh 1272 ok chị luôn nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người đây là 1180. Đầm phong suông, phía sau dây khóa kéo có túi hai bên nè, hai lớp luôn, chất xích thái. Eo tầm khoảng là 74-75 triệu xuống mặt vẫn vừa. Giá em chốt cho mình ngày hôm nay là 99k thôi. 99k mẫu này thôi nha cả nhà ơi. Chia sẻ like dùm em để em chốt đơn. Cái này ưu tiên cho ai chia sẻ nha. Em còn size M thôi. Em mẫu này thì em còn size M thôi, bạn sale luôn là 99k. Rồi chị nào lấy đặt liền dùm em chịu hàng chịu sai nha. 99k. Mẫu này mã sản phẩm là 1180 nha. 1272 hả chị? 1272 bây giờ em tạm thời hết hàng rồi. Chị cứ báo bộ phận tư vấn viên là khi nào có hàng thì chốt cho chị nha. Tại vì bây giờ em chỉ còn một cái để mặc like thôi. Bây giờ mà em mặc size lớn thôi thì cái form nó là hơi rộng. Nhiều khi các chị nhìn thấy nó rộng rộng, các chị không thích, để các chị lại tưởng là cái form đầm này nó to. Nên là em sẽ được chừa lại một cái size nhỏ để em mặc trước. Khi nào mà nó ví dụ nó còn sót kho lại còn ít ít một vài cái gì đó thì em mới xả hàng cái đầm này size M được. Nếu còn lại thì em sẽ để dành một cái size M để em mặc like nha cả nhà. Bây giờ chị Tuyết Ruby ơi, mình cứ báo bộ phận tư vấn viên nha. Khi nào mà có cái đầm 1272 size M ấy thì chốt cho chị nha chị nhá. Tại vì hên xui nhiều khi biết đâu được ngày mai nó có size M chị. Rồi bây giờ đầm em đang mặc trên người đây là 1180 99k nha, có co giãn nhẹ cho mình nha. Rồi bây giờ em sẽ qua thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo. Em sẽ lên thêm cho mình một cái mẫu đầm tiếp theo nha. Chắc có lẽ em sẽ mặc thêm một cái đầm họa tiết da beo, nhưng mà họa tiết da beo này là da beo trắng nha các chị. Lên họa tiết da beo trắng cho cả nhà mình đây. Mẫu tiếp theo là DA1192 xuất sắc luôn. Chờ em một chút nha, đầm này đẹp lắm. Em là em rất là mê mẫu này luôn các chị ơi, sang, cực kỳ sang. DA1192 đầm này bên em đang có cho mình là đủ size. 1192 bên em đang có cho mình là đủ size. ML, khoan, MLXL 2X thì phải nè. 1192. Ôi trời ơi, hết size XL 2X rồi cả nhà. Ôi sao nhanh dữ ta. Không nhận luôn các chị ơi, mẫu này nhanh ghê luôn á. Bây giờ em còn có size M với size L thôi, vừa rồi mới mang bổ sung số lượng thêm giờ lại hết rồi. Bây giờ em còn size M với size L thôi, mẫu này nè, 1192 sale giá 99k nè. 1192 nha, 1272 chị Tuyết Ruby ok chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người đây, mã sản phẩm này là DA 1192, em chốt ngay bây giờ cho nhà mình là 299k, rất là sang. Đây là lụa Nhật, lụa Nhật là không đùa được đâu các chị. Mặc rất là mềm mịn mát, không nhanh nhầu, đảm bảo mặc là bao ghiền luôn, có co giãn nữa. DA1192 em sale luôn trên line này cho nhà mình chỉ có giá là 299k. 1192 và kèm cho điện thoại nha các chị. 1192 kèm điện thoại sale giá 299k, còn đúng hai sao nên là chắc like nhanh thôi nha. Em sẽ like nhanh mẫu này thôi. Rồi 299k mẫu này nha, 1192. Rồi bây giờ nè, em có thêm cho mình mẫu này nè. DA1274 chị Tuyết Huy ơi, em có cái mẫu mà kiểu hình giống 1272 á, là 1274 nha. Nhưng mà nó có điều là cái họa tiết là khác, màu sắc là khác. Giờ em sẽ mặc lên cho cả nhà xem luôn. Nếu mà mình ưng thì mình đặt hàng nha. Nếu mà mình ưng thì mình đặt hàng luôn. Đây mẫu tiếp theo của em nè. Mẫu tiếp theo của em đây là 1274 nha cả nhà. Đó, mẫu này là đủ size. May mắn thì mẫu này em còn đủ size đây các chị ơi. Chị nào vừa size mình đặt luôn. Và giá hôm nay là giá cực rẻ luôn nha các chị. Giá siêu siêu rẻ luôn. DA1274 với tông màu vàng sữa này, các chị mặc lên da nhìn rất là trắng nè. Rồi mẫu đầm này thì là em sale luôn 1274 này chỉ có là 199k luôn. Riêng mẫu này shop sale shop luôn là 199 luôn nè. DA1274 lụa Nhật nè, có túi nè, mềm êm mát và có co giãn nè. Từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Chị nào mình lấy mẫu này các chị cứ đặt hàng cho em nha. 1274 và kèm trang xuyên họa luôn cả nhà ơi.
1274 và kèm cho số điện thoại em chốt ngay lúc này cho cả nhà là 199 thôi nha. Cổ là cổ đắp chéo, chị nào thích cổ cao hơn hay là kín hơn gì đó thì mình có thể tự tùy chỉnh lại, đính chỉ lại ha, đính thành cổ lại. Còn không thì các chị để bình thường cũng được. Hà eo là rơi vào đúng phần nhỏ nhất của mình. Đây này các chị có để ý không? Cùi chỏ nè, ngang cùi chỏ chính là eo, ngang cùi chỏ tay là chính là eo. Các chị đo chính xác eo dùm em nha, để bên em tư vấn sai cho mình. 1274 ngày hôm nay sale luôn cho nhà mình, chỉ có giá là 199.000 đồng. Giá bình thường các chị mua là 299. Ngày hôm nay shop sẽ sale cho các chị mình luôn 199k với cái tông màu vàng sữa như vậy ha. Thì các chị mình trẻ tuổi mặc cũng được, các cô trung tuổi mặc cũng được, da trắng da ngâm mình mặc được hết cho em luôn nha. DA1274 chốt sale ngay bây giờ cho nhà mình chỉ có là 199.000 đồng. Rồi chị nào mình ưng mẫu này các chị nhớ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, để em chốt sale ngay bây giờ cho mình nhá. Ok chị Minh Lê Thành em chốt 1274 cho chị luôn nè. Rồi ok chị Thanh Loan 1274 sale giá 199k nè. Chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay cả nhà ơi, nhân tay cả nhà ơi, lên đơn liền dùm em 1192 cho chị Dương Thị Long luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp cho mình một mẫu đầm nữa, đầm body ha. Nãy giờ có mấy chị hỏi em đầm body mà em quên mất tiêu thì em chưa có mặc luôn. Giờ em sẽ mặc cho mình đầm body nha. Trời ơi còn nhiều siêu phẩm lắm, các chị cứ từ từ theo dõi đi, nhiều lắm, rất là nhiều đầm đẹp luôn á, bỏ lỡ cực kỳ tiếc. Mẫu tiếp theo nha, mẫu tiếp theo của em đây, em sẽ lên là đầm này thì nó sẽ có ánh kim ha. Mã này là DA1000, đầm body cổ đổ. Đầm body cổ đổ cho cả nhà mình đây, mã sản phẩm là DA1000 mẫu đầm này nha các chị ha. Rất là sang luôn, đầm này là đi tiệc, đặc biệt là tiệc tối đó các chị ơi, xuất sắc luôn á. Đây chiều dọc chiều ngang đều là có co giãn nha. 1000 và giá ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho cả nhà mình là chỉ có giá là 299k mẫu đầm này nha. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người, DA1000 và kèm cho em số điện thoại, chất rất là đẹp nè. Đó cả nhà thấy chưa, chất đẹp chưa, xịn chưa. Rồi đầm này em sẽ sale cho nhà mình luôn nha, chỉ có giá là 299k thôi. 299k mẫu đầm này, mã sản phẩm là 1000. Rồi 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa luôn nha. 1000 và kèm cho em số điện thoại nào, nhanh tay lên các chị ơi, nhanh tay lên các chị ơi, giá hôm nay sẽ sale cho mình chỉ có là 299, có co giãn cho mình nha, êm mềm và mặc rất là mát luôn, chỉ có giá là 299k thôi. Chị nào mình thích mẫu này cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn, là mã số sản phẩm nè, với số điện thoại em chốt đơn, nhanh tay nha cả nhà ơi, giá hôm nay em chốt cho mình luôn chỉ có là 299.000 đồng. 1000 và kèm số điện thoại cho em nha. 1000 và kèm trong số điện thoại sale giá 299.000 đồng. Ưng ý mẫu này thì các chị nhớ lên đơn hàng sớm giùm em ngay bây giờ để em chốt đơn cho mình nha. 1000 giá sale là chỉ có 299 mà thôi, rất đẹp luôn, 299k nha, co giãn cho mình nè, từ 40kg đến tầm 65kg là mình mặc vừa. Ưng ý mẫu này các chị nhanh tay cả nhà nhớ, một đơn từ 399k trở lên sẽ được mua cái đầm 1244 giá là 99k nha. Rồi bây giờ xong chưa các chị ơi, đầm này của em là 1000 và sale với giá chỉ có là 299.000 đồng. Chị nào mình lấy mẫu này cứ đặt hàng ngay bây giờ em chốt đơn nhé. Rồi tiếp tục nè, em sẽ có thêm mẫu đầm này, còn sắp kho lại hai size này, em xả hàng luôn nè. Rất là nhiều đầm đẹp nha cả nhà, cứ từ từ theo dõi, mình thích mẫu nào thì cứ lên đơn hàng cho em luôn. Mẫu tiếp theo là DA1273. Các chị ơi, 1273 này là còn có 14 cái size M nè, với lại 6 cái size 2X thôi. Đó, có vậy, có vậy thôi à, còn ít lắm. Em xả luôn nha, 199k mẫu này. 199k mẫu này luôn, 14 cái size M và 6 cái size 2X cuối cùng. Đầm này đẹp nè cả nhà. Sale luôn cho mình là 199k. Sale luôn cho mình giá là 199k, chị nào mình lấy đặt liền giùm em ngay bây giờ để em chốt sale luôn cho mình nha cả nhà. 199k mẫu đầm em đang mặc trên người, 199k mẫu đầm này, mã sản phẩm là DA1273 và kèm cho em số điện thoại.
1273 và kèm cho em xin hỏi nhanh tay nha cả nhà ơi. Giá em chốt cho mình ngày hôm nay chỉ có là 199, đầm có túi hai bên nha cả nhà nha. Đầm có túi hai bên, vải này nó có co giãn cho các chị nè. Và bây giờ em còn xem M và size 2X thôi. Giá em chốt cho mình luôn chỉ có giá là 199k. 199k. 169k là mẫu nào chị ơi? Mình cho em cái mã số em mới biết được. Và mẫu đang mặc là cổ đắp chéo nha chị nha. Mẫu 273 chút cho chị Lại Phương luôn nè. Nền màu xanh navy phối với hoa trắng cho mình, có túi hai bên. Giá em chốt cho mình ngày hôm nay là 199 nha. Bây giờ em còn 16 cái size M và 6 cái 2X cuối cùng mà thôi. Em xả luôn giá là chỉ có 199k. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục nha. Qua thêm cho mình một mẫu đầm nữa đây. Chị nào mình lấy mẫu nào các chị cứ đặt hàng nè. Em lên tiếp siêu phẩm nè. Em lên tiếp siêu phẩm cho mình nè các chị ơi, đẹp lắm, sang vô cùng sang luôn. Mẫu tiếp theo là đây, là mẫu đầm này nên là các chị cố gắng lên đơn sớm nha các chị, kẻo hết hàng nè. Đây, đẹp tuyệt vời. Mẫu đầm tiếp theo với cái chất của nó là chất kim sa đó các chị ơi. Đầm này là đầm kim sa, mà kim sa này đâu phải là kim sa bình thường đâu. Kim sa này nha là được may trên nền vải nè. May trên nền vải này các chị, và cái đường chỉ nó tạo cái độ gợn sóng nên là nhìn rất là đẹp nè. Xịn sò luôn nha, không có sợ bị bung chóc kim sa ra ngoài luôn nha các chị. Mà ở bên trong thì em có kèm lớp lót thun cô tông nữa ha. Rồi chị Lan Lê 1273 nữa nè. Và bây giờ mẫu này của em là DA1288 nha các chị. Mẫu đầm này là vừa rồi được trước, là khi mà mới ra hàng tầm khoảng 3 ngày là hết hàng, chứ các chị đặt sau toàn là bị hết hàng không. Hôm nay em có hàng lại bổ sung thêm số lượng rồi, nhưng mà ít thôi nha. Và họ vào cuối lại thứ hai là thứ nhất là bổ sung số lượng ít, thứ hai là phải trả nợ đơn, nên bây giờ tạm thời tại kho của em còn rất là ít. Chị nào mà thích mẫu này thì lên đơn sớm giùm em kiểu hết hàng. 1288 chút giá chỉ có là 359.000 đồng. Dạ, 359k mẫu đầm em. À, đầm xanh đang treo hả chị? Đầm xanh đang treo bây giờ các chị ơi, mình gộp từ 399k trở lên sẽ được mua nó với giá là 99k nha. Giá là 99k. Đó, còn các chị mua lẻ một sản phẩm giá là 129k. Đây là 1244 nha. Rồi các chị ơi, bây giờ đầm em đang mặc trên người với mã sản phẩm là 1288 siêu phẩm luôn nè. Nhanh tay mình lên đơn liền nha cả nhà. Giá em chốt chỉ có là 359 thôi. Chỉ có giá 359k mẫu đầm em đang mặc. Cái này đã có hai lớp cho các chị mình nè. Có túi hai bên cho cả nhà mình luôn. Ưng ý mẫu này các chị mình đặt hàng trên là DA1288 và kèm cho em xin hỏi nha. 1288 và kèm cho em xin hỏi số điện thoại em chốt ngay bây giờ cho nhà mình luôn. Chỉ có giá là 299k. Có đồ không là sao chị, em không hiểu. Có mẫu gì chị ơi? Có đồ không là sao em không hiểu. Rồi đầm em đang mặc trên người đây là DA1288. Giá em chốt cho mình ngày hôm nay chỉ có là 359 ngàn đồng mẫu này. 359k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình thích mẫu này các chị cứ lên đơn hàng ngay bây giờ cho em luôn. Làm mã số sản phẩm với số điện thoại liền em chốt đơn. Phía đằng sau sẽ là cổ vuông như thế này nha. Đó, thế đằng sau là cổ vuông như vậy nè, đẹp tuyệt vời luôn á. Chị nào mình ưng đặt liền giùm em ngay bây giờ nha. 1288 kèm số điện thoại rất xứng đáng để các chị mình đầu tư ha. Đầu tư ha. Rinh em nó về tủ đồ ở nhà mình. DA1288 dám chút là 359k. Có đầm hoa nhí không em? Đầm hoa nhí nãy em cũng có mặc một mẫu đó chị. Để xem coi em có mẫu nào mặc tiếp cho mình nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào các chị đặt trên là mã hàng với số điện thoại em chốt lên. Rồi em có thêm cho mình cái mẫu đầm này nè, cũng không phải là hoa nhí lắm đâu, cái này hoa nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Đây em mặc cho các chị xem thử. Mẫu đầm tiếp theo đây. Mẫu đầm tiếp theo của em đây là 1223. Em đang mặc là XL nên nó hơi to nha, em sẽ kẹp bớt lại chút. Rồi đây là DA12 mẫu hai xanh hả chị? Mẫu nào chị? 1244 hay sao chị ơi? 1244 là em có đủ size chị nha. 1244 có đủ size các chị cứ đặt hàng. Rồi bây giờ mẫu này của em là DA1223. DA1223 giá em chốt cho mình ngày hôm nay là 149k thôi. 149k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy đặt liền giùm em 1223 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1223 và kèm cho em xin hỏi em chốt ngay bây giờ giá chỉ có 149.000 đồng, có túi hai bên luôn, chất lụa hàng nha, có co giãn nằm một tím này quá xinh luôn ha. Phần cổ là có viền ren cho các chị mình đây. DA1223 kèm số điện thoại nào cả nhà.
Bây giờ nè, em bật mí cho nhà mình là mẫu này em sẽ có cho mình hai màu nha. Có thêm màu đen nữa, đen là 1224. Đen là 1224 nhưng bây giờ hai mẫu này hoàn toàn em chỉ còn cho mình đó là size XL với size 2X thôi, chứ mấy size kia là hết rồi. Size M với size L coi như hết hàng rồi cả nhà. Thật sự luôn á, bữa giờ hết hàng thì bữa giờ em hết hàng rồi, các chị em mới thấy rất nhiều chị hỏi: "Em ơi, 1224 còn size M không? Còn size L không em?" Em thấy rất nhiều chị hỏi luôn. Lúc mà có hàng các chị không đặt, lúc mà hết các chị thấy các chị đặt hỏi em quá chừng. Các chị ơi, tranh thủ nếu mà thích mẫu nào cố gắng đặt hàng sớm nha cả nhà. 1224 màu đen và 1234 màu tím, chỉ còn XL với 2X thôi. Sale luôn 149k. Nhớ chia sẻ like dùm em nha cả nhà ha. Chị Lan Hồng 1234 ok, chị cho em thêm số điện thoại nha. Em còn hai size là XL với 2X nha. Dạ 72kg mẫu này không vừa chị ơi, mẫu này tầm 65kg trở xuống hoặc eo tầm 84 đến 86 trở xuống nha. 124 cho chị là Phương, em chốt đơn cho chị luôn nha. Rồi xem lại cái mẫu đầm tay lỡ xem lại hả chị, nếu mà xem lại tí nữa mình kêu mấy bạn gửi hình cho mình nó dễ hơn chị ha, tại vì em còn nhiều mẫu chưa có mặc lắm, tí nữa em sẽ mặc sau cho mình. Rồi bây giờ nha các chị ơi, DA 1224 là màu đen, 1223 là màu tím. Giá ngày hôm nay em sale luôn cho các chị mình ở đây là chỉ có 149k. 149k bình thường các chị mua đầm này là 249.000 đồng. Nay em giảm cả 100.000 đồng so với giá bình thường em bán luôn rồi, là chỉ còn có giá là 149 thôi. Cái này em sale hoàn toàn không lấy lời, em xả hàng cho nó hết và lấy lượt tương tác mà thôi. Rồi 56kg hả chị, vậy là có thể bây giờ mình trang thêm số chiều cao được không chị? Có thể thôi nha, có thể là mình mặc tầm XL cũng được đó chị nha. Rồi bây giờ chị nào mình lấy đặt liền giùm em 1223 tím, 1224 đen, sale 149.000 đồng. Vải lụa hàn nha cả nhà nha. Rồi nền đen họa tiết hoa cúc họa mi trắng, nền tím họa tiết hoa cúc họa mi trắng này rất là xinh. Rồi sale luôn 149k. 149k, đây chị nào thích tay lỡ còn mẫu này rất đẹp nè, nằm trong top bán chạy luôn, để mặc lên cho các chị xem. Ai thích mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em luôn, là mã hàng với số điện thoại em chốt nha. Rồi đợi em xíu nè, mặc thêm cho mình đầm tiếp theo. Mẫu đầm tiếp theo là 1279. Đợi em một chút xíu nha. Ơn mẫu nào các chị cứ lên đơn hàng cho em luôn. Siêu phẩm này các chị ơi, đây. Hôm bữa chị đặt à. Rồi ok, cái này chị cứ báo cho bộ phận tư vấn viên giúp em luôn nha. Chị Thu Nguyễn nha. Rồi, bây giờ tiếp tục này cả nhà ơi. 1279 đây là một trong những cái mẫu mà em bán rất là chạy hàng. Bây giờ không biết nó còn đủ size không nữa đây. Chờ em một chút xíu nha, em kiểm tra số lượng coi. 1279. Rồi, size L còn đúng 2 cái kìa cả nhà. Các chị ơi, 1279 là gần hết hàng rồi nha. 1279 còn cho mình đủ size nhưng mà nó gần hết rồi. Giờ mỗi size còn có mười mấy cái, hai mấy cái, đặc biệt là size L chỉ còn có 2 cái thôi. DA 1279 dám chút cho mình chỉ có 299k, cái này đẹp quá ha, sang dễ sợ chưa nè. Rồi tay lỡ nè, tay này cái chỉ kiểu của nó là mình sánh lên như vậy nha. Bên em may cái nếp gấp để cái chỉ sánh lên rồi. Cái kiểu của nó sẽ là sẽ nhẹ ra như vậy một chút nè. Đó, rất đẹp luôn. Họa tiết dây xích ha, hạ eo đúng chuẩn luôn, có túi nè. Đầm em đang mặc trên người là DA 1279 và giá ngày hôm nay em chốt sale luôn trên line này cho các chị mình với giá chỉ có là 299.000 đồng này. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy đặt liền dùm em 1279 và kèm trên số điện thoại luôn nha. 1279 dám chút cho mình ngày hôm nay chỉ có là 299.000 đồng. Chất lụa mango nha, mềm êm mát và có co giãn cho mình nè. Và trong tầm từ 40kg đến tầm 65kg vừa, eo 86 trở xuống vừa luôn. Eo 86 trở xuống vừa luôn nha các chị ha. Vậy này nó có co giãn nó nên là dễ mặc đó các chị. Rồi em cảm ơn chị Mary Trinh đã chia sẻ nè, cảm ơn các chị. Đó, em rất là mong các chị mình theo dõi live thì có thời gian các chị chia sẻ dùm em luôn nha. Rồi 1223 nè chị Hòa,
chị không tên giọt buồn là trang thêm số điện thoại luôn để mấy bạn chốt đơn chị nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người đây là DA1279 và giá hôm nay em chốt cho mình luôn chỉ có là 299 ngàn đồng thôi, quá đẹp ha. Khoan xè và qua cố cho mình luôn. Rồi có co giãn nè. 72 kg hả chị? Bây giờ là có thể thôi nha chị. Nhưng mà thật sự luôn, mình cho em số ký rồi á thì rất là khó cho em chưa biết là mình mặc được cái size nào nữa. Tại vì á cùng một số ký đó có chị thì vừa 2X có chị không nữa kìa. Nên là mình đo dùm em số đo vòng eo. Eo mình đo đơn giản lắm, giống từ cùi chỏ tay giống qua chính là eo. Giống từ cùi chỏ giống ngang qua chính là eo đó, mình đo dùm em nha. Rồi đây cái chị ơi, cái này là 1240, cái này tầm 70 kg, có thể vừa nếu 72 cũng có thể bon chen được nha. 129k. Ủa em đưa ngược rồi. Đầu này là chất tôn lụa nha các chị. Chất này là chất tôn lụa nha, 129k mẫu này nha các chị. 129k mẫu này, vậy là tôn lụa các chị mặc nó rất là mát luôn á. Với lại phần eo này có bo chun nè các chị, có bo chun. Cái này là chỉ cần mang một lớp thôi nha, không cần mang hai lớp đâu, vậy này không có độ xuyên thấu. Rồi mẫu này em sale là 129, maxi là em có mặc maxi rồi đó chị. Nãy em mặc rồi, tí nữa mình xem lại like dùm em sẽ thấy nha. Rồi đây là 1279, giá em chốt cho mình là 299k. 1279 và kèm cho em xin thoại luôn nha. 299k mẫu em đang mặc trên người nha. 299k mẫu đầm em đang mặc trên người nè. 40kg đến tầm khoảng là 65kg là vừa. Mã này là 1279, cái này nó có co giãn luôn. Chiều dọc và chiều ngang đều là sẽ có co giãn cho mình nha. 1279. Chị nào mình lấy cứ đặt hàng cho em là 1279 và kèm cho em xin thoại luôn. Sale với giá chỉ có là 299 ngàn đồng. Dây khóa kéo là phía đằng sau nha cả nhà. Đó, ai ưng mẫu này các chị lên đơn thì dùm em chịu hàng. Mẫu đen vừa rồi mã gì vậy? Mẫu đen vừa rồi, mẫu đen vừa rồi là mẫu nào chị ha? Mẫu em cầm tay hay là mẫu nào chị? Mẫu này là 1240. 1240 sale giá 129k thôi. 1240 sale có 129k thôi nha cả nhà ơi. 1240 này sale giá 129, chị nào lấy đặt liền dùm em chịu hàng nè. Nhanh tay nha cả nhà ha. Đầm hoa xanh chất vải gì? Hoa xanh nào chị ơi? Hoa xanh nào? Cái này hay là cái nào chị? 1244 vải von này chị ơi, vải von nhá. 139k mẫu này nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển qua mẫu khác nha. Các chị nào mà đơn từ 399k sẽ được mua 1244 giá là 99 luôn. Đơn từ 399k sẽ được mua đầm 1244 nha, là giá là 99k, thì cố gắng mình gộp đơn luôn để mình mua được cái đầm 99 luôn nha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ lên thêm cho mình một mẫu khác. Chị nào mình ưng mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em làm mã với số điện thoại nha. Em chốt đơn hàng cho mình. Mẫu đầm tiếp theo lên cho mình, mẫu này rất đẹp nè, hôm nay em sale rẻ luôn nè. Đầm này lên form rất đẹp luôn. Trời ơi, các chị nhanh tay mẫu này nha, đẹp lắm. Đây là DA1286, đặc biệt hôm nay shop lên chương trình sale rất là rẻ luôn. 1286 nhà mình ngày hôm nay được săn sale nè. 1286. Nha cả nhà ơi. 1286 mẫu này em chốt sale luôn 219 ngàn đồng. Chỉ có giá 219k mẫu đầm này thôi nha các chị. 219k mẫu này chất lụa nhập nè, có túi hai bên và dây khóa kéo đằng sau. 1286 sale giá chỉ có 219 thôi. Vậy này êm mềm mát và có co giãn nha, rất là xinh luôn. Chỉ có 219 ngàn đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt cho em là 1286 và kèm số điện thoại nha. 1286 219k. Rồi nhanh tay các chị ơi, lên đơn thì giùm em nha. Em bấm chị bấm luôn. Thank you em nha. Rồi mẫu đầm này em sale luôn cho mình đeo 1286 với giá chỉ có là 219 ngàn đồng. Vậy này các chị mặc êm mềm mát và có co giãn, không có bị nhanh nhậu luôn nha. DA1286 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1286 giá em đang chốt luôn 219 thôi. Đầm này đẹp quá nè cả nhà ơi. Đầm này đẹp quá nè cả nhà ơi. Chị nào ưng đặt liền rồi, ok chị Minh lên hàng tí nữa mấy bạn kiểm tra đơn cho mình nha, xem là được chốt hay chưa nha. Rồi DA1286 nè, quá đẹp luôn. Chất vải này là lụa mango, êm mềm mát, ở đen cao 1m62, form này sẽ dài tầm ngang đầu gối như thế này nha. Đủ hàng và đủ size cho nhà mình luôn. Rồi chị nào mình ưng ý mẫu này các chị đặt liền dùm em là DA1286. Giá hôm nay em chốt sale luôn cho mình chỉ còn có là 219 ngàn đồng. 219 ngàn đồng mẫu đầm này thôi nha các chị. Rồi bây giờ chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt hàng cho em luôn. 1286 kèm số điện thoại dùm em.
1286 và kèm số điện thoại em chốt đơn ngay lúc này cho cả nhà mình luôn. Sau chưa các chị ơi, nhanh tay nha, chuẩn bị em qua mẫu khác nè, mẫu này đẹp nè. Phía sau đầm này hả chị, đây chị nè, phía sau là dây khóa kéo nha chị nha. Có cái đầm này đẹp lắm nè, tí nữa em mặc cho cả nhà xem. Sơ mi luôn. Rồi, chị nào mình lấy mẫu em đang mặc trên người, các chị đặt cho em là 1286, giá sale chỉ có 219, bình thường mình mua là 299k. Hôm nay mình mua chỉ có 219k thôi nha, nhanh tay nha cả nhà. Mẫu đầm tiếp theo đây. Em sẽ lên cho mình mẫu đầm này. Đây, đầm sơ mi nha, đẹp lắm luôn. Rồi, chị nào mình thích thì cố gắng lên đơn liền. 1253, cái này em gần cháy hàng rồi nè. Cái này nếu mà ưng thì các chị đặt luôn hôm nay đi, đừng đợi đến ngày mai nha. Đầm hot, đầm nào mà hot là mình phải chốt liền. Đầm nào là hot là phải hút liền tay. Đây là DA1253 nè, đầm này đẹp lắm. Đầm này là lụa mango luôn, cổ sơ mi và nó xếp ly vuông á các chị, nó xếp ly vuông từ trước tới đằng sau và cái màu hoa, cái họa tiết nó đẹp nè. DA1253. Vậy này, đầm này tính ra là chưa có ủ luôn á, mà mặc lên là rất là ít bị nhăn nhầu nha. Dây khóa kéo đằng sau. Mã sản phẩm đầm em đang mặc trên người đây là DA1253. Ngày hôm nay chốt luôn cho mình chỉ có 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm này. Mẫu nào các chị lên đơn thì dùm em. Chị ơi, bây giờ 72kg em chưa chắc là mình vừa hay không nữa. Mình cho em thêm cái số đo vòng eo với thêm chiều cao dùm em nha, để mấy bạn tư vấn cho nó dễ nha chị ha, chị Tuyết Nhung nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người đây là 1253. Và giá ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình chỉ có 299.000 đồng. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Ai lấy mẫu này các chị mình đặt hàng sớm giùm em. Là mã hàng nào với số điện thoại là em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn. Nhanh tay nha cả nhà ơi, giá em chốt cho mình ngày hôm nay chỉ có là 299.000 đồng thôi. 299.000 đồng, đẹp quá chừng nè. Chiếc vải lụa mango mình mặc rất là êm và mát. Rồi em sale luôn cho mình là 299k. Mã sản phẩm là DA1253. Sơ mi ha cả nhà. Đó, cái form của nó lên rất là chuẩn form, xếp ly vuông che bụng rất tốt, dây khóa kéo đằng sau. Đầm này em sale luôn cho mình ngày hôm nay chỉ có giá 299k thôi nha. DA1253, bật mí cho nhà mình nè. Mẫu này em còn một cái màu sắc khác nữa, họa tiết khác nữa đây. Là 1252. 1252 cũng có hình như lẹ sao luôn rồi. Hai cái mẫu này mẫu nào cũng chạy hàng hết. 1252. Trời ơi, 1252 còn có một cái M với lại còn 192X nữa. 1252 một size M và 192X cuối cùng. Chị Tuyết Nhung Lâm ơi, mình đo dùm em số đo vòng eo nha, với cho em thêm chiều cao, bên em mới tư vấn được chị ha. Hoặc nếu bây giờ mà nếu mà chỉ có số ký thôi là có thể là mình sẽ không vừa, có thể là mình sẽ không vừa đầm bên em luôn á chị. Rồi bây giờ mẫu này nè, đây là DA1252, giá ngày hôm nay sale là 299.000 đồng, cháy hàng luôn rồi cả nhà, hết hàng rồi nè, còn có một cái M với 19 cái 2X thôi. 299k 1252. Cái này hoa vàng là 1252 nha cả nhà. 1252 hoa vàng 299. Còn đây là 1253 nè. 1253 đây 299. Màu kem màu bông to đó em. Màu kem màu bông to là 1236 chị nha. Có phải chị lấy mẫu này không? Cái này là 1236 nè chị. 1236 sale giá là 199. 1236 sale giá 199k. Rồi 1252 ok chị Hoa Tâm luôn nè. Xe mờ hên quá chị, còn một cái cho chị nè. Rồi các chị ơi, còn 1253 đang mặc đây nhá. Hên thì còn mẫu này là may mắn là còn đủ size, chứ cái mẫu 1252 kia nó hết rồi, còn có 2X thôi kìa cả nhà. Rồi 1253 em đang mặc trên người đây, chị nào ưng đặt liền giá em chốt cho mình chỉ có 299.000 đồng. 299.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. 40kg đến tầm khoảng là 65kg mặc vừa. 40kg đến tầm 65kg là vừa. Form này là form sơ mi, cổ sơ mi nè. Đi làm được, đi tiệc, đi chơi đều được nha. Giá chỉ có 299k. Giá chỉ có 299k thôi. Chị nào mình lấy lên đơn liền dùm em nha. 299k mẫu này. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình một cái mẫu đầm nữa đây. Giá sale cực rẻ nữa đây cả nhà ơi. Từ từ nha, em sẽ lên luôn cho mình. Ok chị Marie trên lô là 1236 cho chị nè. Giờ em sẽ lên tiếp tục cho mình mẫu khác nha. Ai lấy mẫu nào các chị cứ đặt cho em cái mã số và kèm số điện thoại để em chốt đơn. Mẫu tiếp theo lên sàn cho mình đây. 1249. Lên cho mình mẫu đầm này luôn nha. Rồi mẫu tiếp theo đây cả nhà ơi.
ok chị Maritin nhé. Rồi mẫu tiếp theo đây là DA1249 nha các chị. Đầm này giá bình thường mình mua 299k và ngày hôm nay em chốt sale luôn còn có 179 thôi. Thử 1252 nha chị. Cái đầm đó nó y chang cái kia luôn mà nó chỉ khác cái màu thôi chị. Tại đầm đó nó còn ít quá. Còn có ít quá chị không thì tí nữa em sẽ like nhanh thôi. Được không chị? Đợi em xíu nha. Đầm em đang mặc trên người đây là 1249 và giá ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình chỉ có là 179.000 đồng. 179.000 đồng thôi ạ. À. Chị nào mình lấy mẫu này, chị nào lấy đặc biệt giùm em luôn. DA1249 chất vải lụa mango. Chất vải lụa mango này các chị mặc rất là êm nè, mềm nè, mát nè. Rồi nó sẽ là mẫu đầm này em sẽ chốt sale luôn cho mình nha, 179.000 đồng. Có túi hai bên và dây khóa kéo đằng sau. Có co giãn luôn nha. Có co giãn chiều dọc, chiều ngang luôn. DA1249 và kèm cho em số điện thoại nha cả nhà ơi. Ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho mình chỉ có 179.000 đồng. 179.000 đồng đầm em đang mặc trên người. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em nè. Trời đẹp quá chị ơi, có 179 thôi nha. Quá rẻ luôn. Đầm này tính ra sale quá rẻ luôn các chị ơi, có 179k mẫu này à. 1249, chị Lan Lê 1252. Ok chị cho em thêm số điện thoại chị Lan Lê nha. Rồi mẫu em đang mặc trên người đây là DA1249 và ngày hôm nay shop sẽ sale luôn cho nhà mình chỉ có giá là 179.000 đồng nha các chị. Phần cổ nè, nó xếp ly như thế này nè, sau đó là đắp chéo qua cho các chị mình ha. Rồi đầm em đang mặc đây là 1249 và chốt luôn chỉ còn có 179.000 đồng mà thôi. 179.000 đồng thôi nha cả nhà ơi. Có chị nào mình lấy mẫu này nhanh tay nha. Có túi nè, có co giãn và không bị nhăn nhầu. 1249 kèm số điện thoại nha các chị. 1249 kèm số điện thoại. Rồi bây giờ sẽ lên một cái mẫu đầm chữ A cho cả nhà xem nhé. Mình thích mẫu nào cứ lên đơn hàng cho em luôn để em chốt sale luôn cho mình ha. Rồi đợi em chút xíu nè, mặc lên mẫu đầm khác. Còn rất là nhiều đầm sale nha cả nhà, cứ từ từ mình theo dõi. Ưng mẫu nào các chị cứ đặt hàng. Rồi mẫu tiếp theo, đầm chữ A, mã là 1254. Rồi đây các chị ơi, 1254 em đang mặc trên người. Ngày hôm nay em sale luôn cho mình nè, 199.000 đồng mẫu này. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người với mã sản phẩm là DA1254 form đầm chữ A. Chất vải này là chất la dông, co giãn cực tốt và không bị nhăn nhầu, không bị xù lông, không ra màu, không chảy nhỏ vải luôn. Form chữ A nha. DA1254 rồi, ngày hôm nay shop sale luôn cho mình nè. Chỉ có giá là 199.000 đồng. 199.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người nha. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị đặt cho em là DA1254 và kèm cho xin hỏi luôn. 1254 và kèm cho xin hỏi luôn cả nhà ơi. Sale với giá chỉ có 199k mà thôi. Ưng ý mẫu này các chị nhớ lên đơn liền giùm em 1254 nha. Vải này có co giãn là từ chiều dọc và cho tới chiều ngang cho các chị mình luôn. Và 40kg đến tầm 65kg là vừa. Chốt đơn liền trên like cho các chị mình luôn. Chỉ có giá là 199.000 đồng. 199.000 đồng DA1254 nha cả nhà. Rồi chị nào mình lấy mẫu này các chị mình đặt liền dùm em trừ hàng trừ sai nha. À, rồi ok chị Đào Hồng nhé. Rồi các chị ơi tranh thủ lên đơn, giá hôm nay em sale cho mình chỉ có là 199k. 199k mẫu đầm này. Còn chị nào mình ưng mẫu đầm em ra mặc trên người thì cứ comment ngay bây giờ em trừ hàng. 1254 kèm số điện thoại nha các chị. 1254 kèm số điện thoại, giá em chốt cho mình luôn chỉ có 199. 199k rồi, chị nào mình lấy nhanh tay đặt liền giùm em ạ. À. Ok chị Thanh Như em chốt cho chị nè, 1254 nè. Vải này có co giãn nha, form chữ A rất là dễ mặc cho các chị mình luôn. Và hôm nay shop sẽ sale cho nhà mình chỉ có là 199k mà thôi. 199k mẫu đầm này thôi nha cả nhà ơi. Ưng ý mẫu này các chị nhớ lên đơn liền nha. Rồi tiếp tục em xả hàng nữa nè. Lên thêm cho mình một mẫu đầm tiếp theo nữa đây. Giá rất là rẻ luôn nè. Ơn mẫu nào các chị nhớ lên đơn liền nha cả nhà. Đây, xả hàng nữa nè. Trời ơi, các chị ơi, sale cái giá này là không có lời luôn á. Đây, đầm tiếp theo của em là DA1234 đây. DA1234 nè. Rồi, mẫu này của em là sẽ có cho mình để em xem thử coi nhá. Còn cái gì nè, 1234. Ok, hiện tại 1234 em còn cho mình size M, size
Em còn cho mình size M, size XL và size 2X, 2 size M, 2XL và 4 size 2X cuối cùng. Em xả kho này cả nhà ơi, 149k, sale không lợi nhuận. Mẫu một lớp hay hai lớp? Mẫu 1254 hả chị? Mẫu 1254 là một lớp chị nha, lai do lúc nào cũng chị cần may một lớp thôi chứ không cần may hai lớp nha chị ha. Rồi, đầm này của em là DA1234. 1234 em còn cho mình là hai cái size M, hai cái XL, 4 size 2X cuối cùng. Rồi, em xả kho luôn. 149.000 đồng. Von thì với hai lớp này. Đó. Đầm này 40 kg đến 65 kg vừa luôn, quá đẹp. Xuất sắc chưa các chị? Bình thường mình mua 299. Bây giờ các chị đặt ngay trên line này đi cả nhà ơi. Em sale luôn chỉ còn có là 149.000 đồng. Sale không lợi nhuận luôn rồi đó các chị ơi, quá rẻ luôn nha, 149k cái đồng này. Bình thường mình mua 299k, giờ được chốt ngay có 149. Cái này cạnh tranh nhau là thời gian mình đặt nhanh hay đặt chậm nè, chị nào đặt chậm nhiều khi nó hết hàng đó nha. Và bên trong lót thun cô tông cho mình nha. Rồi, nhanh tay các chị ơi, giá hôm nay em sale luôn nha, chỉ có giá là 149, 1213 còn không sót. Để em xem thử nha chị, 1213 hết hàng rồi chị ơi, 1213 hết hàng rồi. Còn đúng một cái xem M chị lấy không chị ơi? Còn đúng một cái xem M em sẽ 179 luôn. Trời ơi, cầm cái đầm lên là thấy xịn sò, nặng tay luôn á, chất cực kỳ xịn lắm, dày dặn mà mềm mát. Còn đúng một cái nha chị nha, để em nhập cho. Còn một cái xem M ở đây thôi, em xả luôn 179 nha. 179k chị nào lấy mình đặt luôn ạ. 1213. 1213 nè, 179k. 1213 179k lên đơn thì giùm em nha. Để em báo giá sale luôn, 1213. Rồi. À thôi 159 luôn đi. Còn đúng cái xả luôn 159k xem M. 159, trời ơi cái chị ơi em nói thiệt luôn, cái đầm này đẹp lắm, xịn cực kỳ, dày dặn luôn á. Cầm lại thấy nặng tay luôn nè, chất lắm luôn á. Phải này không có nhanh mà nó êm, nó mát, còn đúng cái à. Bình thường bán 299, giờ xả luôn còn 159. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm em đang mặc nè, 1234 nè, em xả kho 149k nè, chị nào lấy mình đặt liền. 1234 kèm xin hỏi cho em nha, 149.000 đồng, có hai lớp, bên trong là lót thun cô tông luôn. Rồi tranh thủ lên đơn nha cả nhà, cái này em không có gì em sẽ nhanh nha. Rồi tiếp tục em qua mẫu khác. Rồi chị nào mình lấy mẫu nào nhanh tay đặt tiền giùm em, comment mã với số điện thoại em trước xem. Mẫu tiếp theo lên cho mình mẫu đầm DA1205. Rồi đây lên mẫu này, lên cho mình mẫu này luôn, DA1205 nha. À 2X với vừa chị, vậy em hết hàng rồi. Rồi các chị ơi, đầm này của em nè, 1234 đô kia chị Thảo Yên luôn. Rồi đầm em đang mặc đây là 1205 nha cả nhà. Đầm này em sẽ sale luôn cho các chị mình đây. Trời ơi còn 2X không à. Rồi em sale là 179.000 đồng, chỉ còn 2X thôi nha cả nhà. DA1205 sale 179k, có túi hai bên nè, chất lụa mango mềm êm mát và không nhăn nhầu, đồng thời nó có co giãn nè. Rồi chị nào lấy đặt liền giùm em trừ hàng trừ sai nha. À, gửi sang Đài Loan hả chị? Hiện tại thì bây giờ đang dịch đó thì gửi hơi bị khó chị ha. Thì để có gì bên em xem lại xem sao nha. Nếu mà không là nếu mà đặt đó là phải đặt nhiều. Em giao tiền em giao một lần. Rồi bây giờ mẫu đầm này của em nha, DA1205. Giá ngày hôm nay em chốt cho mình luôn nha, chỉ có giá là 179k. 179k mẫu đầm này DA1205, 179k xả nhanh nha các chị, 179k. Rồi chị nào mình lấy đặt liền giùm em. Rồi vải này mình mặc rất là mát và có co giãn luôn nha. Cái này em xả hàng luôn là 179k. Hết size L luôn rồi chị ơi. Hết size L rồi. Cái này em còn đúng một cái size M để em mặc like thôi. Còn lại hết rồi. Rồi tiếp tục nè, em sẽ qua mẫu khác nha. Em sẽ nhanh qua mẫu khác luôn. Ưng ý mẫu nào các chị nhớ lên đơn liền, em chốt sale. Mẫu tiếp theo là, để em xem cho mẫu này còn hàng không. Đó. À, lên đầm trơn nữa nè, nãy giờ chưa có lên đầm trơn cho cả nhà nữa nè. Nãy có chị hỏi em đầm trơn đúng không? DA1283 là siêu phẩm luôn nè các chị ơi. Vải xịn sò luôn, dày dặn nha, dày dặn mà lên form là chuẩn form luôn. 1205 size 2X, ok chị Giang Thanh Đăng nè, cho em thêm số điện thoại chị nha.
Rồi, dạ không vừa chị Thu Nguyễn ơi, 75 kg không vừa. Dạ. Vậy thì em nhập cho chị size M luôn nha, 1205 cm nè. Ok chị. Rồi bây giờ các chị ơi, đầm tiếp theo của em đây là 1283, thiết kế cổ vest tay lỡ và có túi phía đằng trước. Đây nó có nút cho mình nữa nha, form lên rất là chuẩn. Đeo 1283 là một trong những cái mẫu mà bên em bán rất là chạy hàng luôn á. Giá em sale chỉ có 299, thực sự các chị ơi rất xứng đáng để các chị mua về. Cái mẫu này á, cái giá 299 cả quá rẻ, đáng lẽ là 349k. Đáng lẽ trên line này sale rẻ nhất cũng phải là 349k chứ 299k thấy rẻ quá. Chứ vải này chất lắm, xịn, dày dặn nha. Các chị cầm gói hàng trên tay là các chị thấy nó nặng tay luôn á. Cầm là nặng tay cực kỳ luôn. Mà nó dày nhưng mà nó mềm, nó dày mà nó mát và nó không có bị nhăn nhậu cho mình. Lên form rất chuẩn form luôn nha cả nhà, sang lắm, màu xanh navy. DA 1283 giảm chốt chỉ có 299k mà thôi. 299k mẫu này, chị nào ưng đặt liền giùm em nha. 1283 kèm cho em xin hỏi nào. 1283 chốt sale giá chỉ có 299.000 đồng mẫu đầm em đang mặc trên người. Giá này sale luôn. Rồi chị có giá 299k mẫu đầm này, DA 1283 và kèm cho em xin hỏi luôn. 1283 và kèm cho em xin hỏi em chữ hàng. Nhanh tay nha cả nhà ơi, lên đơn để giùm em luôn. 1283 và kèm cho em xin hỏi luôn 299k. 40 kg đến tầm 65 kg là vừa, siêu phẩm luôn nha các chị. Chị nào mình ưng ý mẫu này nhớ nhanh tay mình lên đơn liền, em chốt đơn luôn. 1283. 1283 chỉ có giá là 299k, rất xứng đáng để các chị mình săn ngay mẫu này. Tại vì vải này nó xịn lắm, dày dặn nè, lên form chuẩn form nè, màu cũng đẹp nữa, dễ mặc ha. Các chị trẻ tuổi, các cô trung tuổi đều mặc được. Giá em chốt cho mình luôn chỉ có 299.000 đồng mẫu này. Rồi ai lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em. Ai lấy mẫu này các chị đặt liền giùm em nha. DA 1285 à 1283. 1283 kèm số điện thoại giùm em ạ. 1283 kèm số điện thoại giùm em nha. Rồi bây giờ sẽ lên tiếp tục cho mình một cái mẫu đầm khác. Chia sẻ like giùm em luôn trên tường nhà vào nhóm nha cả nhà. Rồi, lên xả hàng thêm cho mình mẫu này đây. Mã tiếp theo là 1159. Mã tiếp theo là 1159 rồi, em sale luôn cho mình là 129 xả lỗ luôn nha các chị ơi. 129k mẫu này. DA 1159 em đang mặc cái size L nó hơi to nhé. 1159 còn đủ size nhưng mỗi size còn mấy cái thì em xả nhanh luôn là 129k xả lỗ luôn á. Rồi ok chị Thanh Thanh 1283 cho chị nè. Đầm này của em còn 5M, 1 size L13XL và 9 size 2X cuối cùng. 1159 xả kho 129.000 đồng lỗ vốn luôn. Lỗ vốn luôn nha các chị, hai lớp có túi thôi nè. Chị Hồng Hạnh ok 1283. 1283 rất là xứng đáng để các chị mình đầu tư thiệt luôn á. Các chị cứ mua đi, đảm bảo là ưng liền. Rồi các chị ơi, 1159 ngày hôm nay xả lỗ vốn nè, 129.000 đồng. 129.000 đồng rồi ok chị Mai đi trên tí nữa mấy bạn kiểm tra đơn cho mình nha. Rồi body vải hoa có luôn chị ơi, chết rồi mà không biết có kịp thời gian để mặc không đây. Bây giờ em sẽ cầm sơ qua nha, cái này em xả luôn nè. Đầm này là chị kêu mấy bạn gửi hình cho mình xem 1232, 179k rất đẹp. Chị kêu bạn mấy bạn gửi hình cho mình xem 1232 nha, 179k đầm body cổ độ vải lụa mango nha chị nha, 179k. Rồi đây, em cầm sơ qua cho mình để xem nè. 1232 nha, form rất đẹp nha các chị. 1232 179k, ai lấy đặt liền. Cậu chỗ còn có 2X à, chỉ còn có size 2X thôi. Em có cái mẫu này hoa cúc nữa là 1231 cũng sale 179k. Vì mình cứ kêu mấy bạn gửi hình cho mình đi 1231, 1232 nha. 1231 đủ size á, cái đầm kiểu như vậy luôn. Màu 1231 màu đen á là nó đủ size. Các chị kêu mấy bạn gửi hình 1231, 1232. Hai mẫu này em đang xả hàng là có 179 thôi, 179k. Cái này thì còn 2X, còn 1231 là nó có cho mình là đủ size đó chị. Nhưng mà còn mấy cái biết cái không ạ? Nó đâu mất tiêu rồi á. Em không có kịp mặc rồi. 1159 giá em sale là 129.000 đồng. Rồi chị nào mình lấy lên đơn liền giùm em ngay bây giờ nha. Là mã hàng nè, với điện thoại em chốt đơn luôn. Nhanh tay cả nhà ơi, giá em sale là 129.000 đồng đủ size. Từ 40 kg đến tầm 65 kg là mình mặc vừa. Nhanh tay mình lên đơn hàng ngay bây giờ em chốt đơn. Đây 1231 nha cả nhà, 179k xả hàng luôn đủ size. 1231 xả hàng luôn nha. 1231 xả hàng luôn 179k. Chị nào lấy đặt liền, nhanh tay nhanh tay cả nhà ơi. 1 size M, 2 size L, còn lại là mười mấy size XL với 2X thôi. 1231 xả kho 179k. Chất lụa lụa vải của nó là lụa mango nha. Lụa mango mặc rất là êm. Nè các chị nhìn giùm em nè, đẹp chưa? Cổ độ mặc được, cổ độ mặc được lật vai luôn. Mặc được lật vai như trong hình ảnh à, lại mặc lật vai.
nhưng mà các chị có thể mặc cổ độ cũng được nha các chị, hoặc là cổ thuyền cũng được. Đây là 1232 nè. Còn cho mình size 2X xả lông 179 nè, rất đẹp, bình thường em bán 299k. Nem xả lông là 179k, nhanh tay nha cả nhà ơi. Rồi tranh thủ lên đơn liền giùm em nha. Tranh thủ lên đơn liền giùm em chốt đơn liền trên like cho cả nhà mình luôn nha. Rồi mẫu này của em là 1232, sale giá 129.000 đồng. 129.000 đồng mẫu đầm này. Ưng ý mẫu này các chị lên đơn liền giùm em chốt đơn hàng cho mình nè. 1259, quên 1159. 1159 sale giá là 129.000 đồng mẫu này. 129k xả lỗ vốn luôn. Rồi ai lấy mình đặt liền giùm em chịu hàng. Ở đây có cái 1219 xả 129 luôn. 1219 xả luôn 129k, chị nào ưng đặt liền. 1219 xả luôn nha. Cái form giống như gần giống như mẫu này, nhưng mà nó là cổ tim.